Xin chào tất cả mọi người, kể cả những người đang xem lúc này và những người sẽ xem sau này. Lâu lắm rồi Diệu cũng không live stream, gọi là phát trực tiếp từ cái Facebook cá nhân. Cũng có cơ hội để nói chuyện với một số người trên một vài cái live stream, chắc quý vị cũng có theo dõi. Rất là cảm ơn thời gian qua. Có rất là nhiều người đã đồng hành cùng với lại là những phiên tòa, những người yêu nước. Và hôm nay chúng ta biết là phiên tòa đang xét xử anh Nguyễn Văn Túc. Và giờ này chắc là ở Việt Nam là 9 giờ, 10 giờ kém. Họ đã vào cuộc và cũng như cái status Diệu đã chia sẻ trên trên Facebook cá nhân. Chúng ta đọc sơ qua một tí để biết về anh Nguyễn Văn Túc. Bởi vì trong lúc này thì cách đây có 5 ngày, ngày 5 tháng 4 đã diễn ra phiên tòa xét xử những người trong hội anh em dân chủ, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, anh Nguyễn Bắc Chuyến, anh Trương Minh Đức, anh Phạm Văn Trội, chị Lê Thu Hà và Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Chúng ta cũng biết rằng và chúng ta cũng khẳng định rằng đó là những người yêu nước và hoạt động rất ôn hòa, và một phiên tòa với bản án rất là nặng nề. Một bản án mà quý vị cũng biết có những sự so sánh đó. Ngày trước thì năm 2011, tức là cách đây 7 năm, thì đã diễn ra phiên tòa mà gọi là những thanh niên công giáo và tin lành. Đó là 14 anh em thanh niên, trong đó có bản thân Diệu. 14 con người, thời điểm đó, lúc cái bản án xét xử sơ thẩm cộng lại thì được nhà nước ban tặng cho là 79 năm, trùng với lại con số của một người mà rất là nổi tiếng, đó là Hồ Chí Minh, ở quê hương Việt Nam. Chào Bảo Hoàng, chào Thu Hường. 79 năm Hồ Chí Minh sống và làm người ở trên đất nước Việt Nam, cũng như là đi cũng khá là nhiều. Và lúc đó thì 14 thanh niên công giáo ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là 79 năm tù. Không biết có đổi lại được 79 năm đó không, mà cho đến bây giờ thì đất nước Việt Nam vẫn đang còn chìm trong cái chế độ cộng sản. Và phiên tòa vừa rồi thì chỉ có 6 người thôi mà là đã là 66 năm tù. Một con số là kinh khủng. Mặc dầu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nói rằng là nhân quyền tại Việt Nam ngày càng được bảo đảm, được công nhận. Tuy nhiên là nhìn vào con số những người yêu nước bị bỏ vào tù thì chúng ta có thể khẳng định rằng là điều của Cộng sản Việt Nam nói hoàn toàn trái ngược. Dạ, xin chào anh Ngọc Phan. Trong tinh thần đó thì Diệu muốn lên đây để chia sẻ với lại mọi người là về cái chủ đề đó. Nghe có vẻ cũng hơi, nghe qua thì hơi hơi tiêu cực phải không? Tại sao phiên tòa xét xử những con người yêu nước mà người đến tham dự phiên tòa lại ít? Cũng nói với quý vị là trong suy nghĩ của Diệu, họ không cô đơn. Diệu khẳng định họ không cô đơn. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này xem thế nào. Dạ, xin chào Teresa Phương Ngọc. Trước hết Diệu muốn đọc sơ về anh Nguyễn Văn Túc. Anh Nguyễn Văn Túc thì là từ năm 2008 anh đã là bị kết án 4 năm tù giam vì cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế thì anh làm cái gì trước đây mà lại bị cái tội là tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam? Theo như cáo trạng cũng như là kể cả báo Lề Dân cũng như báo Lề Đảng thì đã liệt kê một vài cái việc làm của anh Túc mà chúng ta thấy khá là rõ. Đó là thứ nhất là anh dám biểu tình trước cái đại sứ quán của Trung Quốc, hay ta thường gọi là Tàu Cộng ở Bắc Kinh tại Hà Nội, để rồi tẩy chay cái Olympic năm 2008. Giai đoạn đó thì là Trung Quốc đã tràn vào để khai thác bô xít Việt Nam và chiếm ở Biển Đông.
Cho nên là cái cuộc Bắc Kinh, nhiều nhớ lại thì là Olympic Bắc Kinh có một sự phản đối khi mà họ rước ngọn đuốc qua Việt Nam. Và ở đó thì cũng nhớ khá là nhiều người, kể cả ngoài Việt Nam, bước về trong quốc nội để rồi cùng xuống đường nắm tay nhau và phản đối cái Olympic Bắc Kinh. Và trong cái biểu tình ở tại Đại sứ quán Bắc Kinh đó thì anh Nguyễn Văn Túc và một số người nữa cũng đã lên tiếng để yêu cầu là nhà nước Việt Nam phải lên tiếng về vấn đề là Trung Quốc sát hại ngư dân của chúng ta ngoài khơi. Cái việc đó là việc mọi người bây giờ có ai nghĩ rằng là cái đòi hỏi đó là phi nghĩa không? Có ai thì suy nghĩ rằng là cái việc làm đó là nó là tội không? Ngoại trừ những người cộng sản nói rằng đó là tội chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không biết thì chống vào cái chỗ nào. Nếu mà đòi bồi thường cho ngư dân Việt Nam mà trở thành là chống nhà nước Việt Nam thì không biết cái nhà nước này là của ai nữa. Chắc mọi người đã rõ câu trả lời. Thứ hai mà việc của anh Nguyễn Văn Túc làm đó là anh là một người đồng hành cùng với lại là những người dân ở quê hương Thái Bình, Nam Tấn, quê hương lúa, những người nông dân đứng trước cái guồng quay của đô thị hóa hoặc là phát triển công nghiệp một cách ồ ạt thì họ đã bị mất đất, mất tài sản. Và anh Nguyễn Văn Túc là một trong những người đã sát cánh với lại là bà con nông dân để đòi các quyền lợi cho họ. Và anh đã tiến hành là treo khẩu hiệu tại cầu Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng với nội dung là phường tiền phong kiên quyết đấu tranh tiêu diệt bọn tham nhũng. Treo cái băng rôn thế mà gọi là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi đó mãi đến những năm gần đây thì Đảng Cộng sản mới bắt đầu chiến dịch là tiêu diệt tham nhũng. Có nghĩa rằng là anh Nguyễn Văn Túc là người mà đi trước những cái suy nghĩ của những con người mà ta gọi là đỉnh cao trí tuệ. Lẽ ra Đảng Cộng sản Việt Nam phải biết cảm ơn anh Nguyễn Văn Túc và những con người đã lên tiếng trước đó, chứ không phải rằng là mang họ vào rong tù để rồi sau này lại làm theo cái việc mà họ đã làm. Chúng ta cũng biết là lúc này đây Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn đưa cả một cái hệ thống báo chí lên đảng để rồi nói rằng là chống tham nhũng Việt Nam, chống tham nhũng ở tại Việt Nam, và họ ráo riết gọi là đốt lò củi tươi cũng cháy chống tham nhũng, mà anh tự Nguyễn Văn Túc gọi là chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì trong khi những người Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang còn tiêu diệt tham nhũng, thế thì hỏi rằng là cái việc tham nhũng đó tiêu diệt đi thì chỉ có được những người trong Cộng sản Việt Nam được làm hay sao? Thì người dân không được góp à? Họ góp phần vào và nói lên trước khi Đảng đến suy nghĩ đến thì họ đã làm rồi, thế mà bắt họ vào trong tù, 4 năm tù. Cũng với cái việc treo băng rôn ở tại cầu cầu Lai Cách ở tỉnh Thái Dương với nội dung là lạm phát, dân nghèo khổ là do chính quyền cộng sản, dân mất dân chủ, tự do, nhân quyền cũng là do chính quyền cộng sản, và yêu cầu đa nguyên đa đảng. Có một điều mà nhiều người nghĩ rằng là đòi đa nguyên đa đảng thì nó trở thành là nhạy cảm hay là một điều gì đó là ta gọi là phản động. Cũng muốn nói với mọi người rằng là cái đòi ấy cũng giống như là ta nghĩ rằng là một một người đòi một ai đó họ có thẩm quyền, hay là như một người con đòi cha mẹ một cái quần áo mới mặc dù biết rằng cha mẹ nghèo không có, hay thậm chí là đòi đa nguyên đa đảng trong một cái thế chế chính trị độc tài như thế này thì xem rằng đó là tội. Tôi không nghĩ rằng đó là đúng. Không bao giờ đó là tội cả. Họ đòi, con cái mình đòi mà mình không được á, thì hãy nhớ rằng cái đòi đó là chính đáng, nhưng chúng ta chưa có điều kiện để làm á, thì
là cái người mà không làm được thì mới là cái người mà cần phải suy nghĩ và cố gắng để làm cái điều đó, chứ không có nghĩa rằng là mang con ra để đánh khi mà con đòi một cái bộ đồ mới trong một cái dịp lễ, thật là vô lý. Đa nguyên đa đảng thì quay trở lại là tại sao phải đòi đa nguyên đa đảng, và cũng như là anh Nguyễn Văn Túc treo cái băng rôn là dân nghèo khổ do chính quyền cộng sản. Diệu cũng thường nói với nhiều người rằng là chính quyền cộng sản, hay là ta gọi là ta quyền cộng sản, thì họ tất cả các thành tích họ vơ vào cách đây cũng 10 ngày có đưa lên một status về cái một cái bài thơ mà ta gọi là những câu thơ Diệu có làm ở trong tù từ những năm 2014. Đảng ta thì ra sức tự hào, còn nhân dân thì khổ nhục mà nở cao ngập đầu. Thì ra sức tự hào thì là họ là bao nhiêu thành tích họ cũng mang vào hết, trong khi là chuyển những cái tệ nạn thì cứ đổ lỗi cho những con người khác, đó không phải là việc làm của những con người có trách nhiệm. Đã là lãnh đạo thì tốt cũng hướng, mà làm không được thì phải gánh trách nhiệm. Cho nên là mà hiện tại thì lạm phát, dân nghèo khổ từ những năm 2008, anh Nguyễn Văn Túc đã treo những băng rôn đó rồi. Dạ, xin chào Teresa Trần. Và cho đến bây giờ cái điều anh Nguyễn Văn Túc treo những cái băng rôn đó nó trở thành càng ngày càng hiện thực hơn. Bất công nó càng ngày càng lớn hơn, dân oan càng ngày càng 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 đông hơn. Và người dân thì là càng ngày càng bị hạn hẹp về những cái quyền. Chứ còn không phải rằng là điều đó anh Nguyễn Văn Túc là một người làm theo những khẩu hiệu đó là sai. Chỉ sai rằng là sai theo nghĩa rằng là cộng sản không cho phép thì không được làm, điều đó không, hoàn toàn không đúng. Dạ, chào Lưu Đạn, Trần Bình. Không biết là mời ở đâu để rồi rồi tí nữa là mời được anh Trần Bình lên để chém chuối nữa. Chào Trương Thị Nga, chào chị, lâu ngày quá. Hôm nay trong tinh thần là phiên tòa xét xử của anh Nguyễn Văn Túc, rất là ít người đến tham dự được, và chúng ta không có thông tin, cho nên Diệu lên đây để nói chuyện về 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 anh Nguyễn Văn Túc, một trong những người mà Diệu nghĩ rằng đó là những con người nông dân và yêu rất là yêu nước. Cũng trong cái những cái việc làm trước đây mà 4 năm của anh Nguyễn Văn Túc, thì anh sau khi ra tù rồi thì anh cũng là một trong những người tiếp tục đồng hành, và sau đó anh đã được học hỏi thêm cơ hội, cũng như ở trong tù anh suy nghĩ nhiều và tìm cho mình một cái hướng đi. Và cái hướng đi đó là nếu một con người, một cá nhân ở trong một cái đất nước mà bị toa rập như thế, dạ, chào Thùy Hằng, mà một mình đấu tranh đơn độc trong khi một người nông dân không có nhiều phương tiện để đấu tranh, thì cái đấu tranh đó thực sự là nó mang lại ít hiệu quả, hoặc là nó trở nên những khó khăn hơn. Và sau đó thì anh gặp được những con người cùng chí hướng, cùng hoạt động dân chủ, cùng đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, như là luật sư Nguyễn Văn Đài và anh Nguyễn Bắc Chuyến vừa rồi đã bị xét xử đó, Phạm Văn Trội, mục sư Tôn, thì họ mới cùng nhau thành lập ra cái sáng lập ra một cái hội gọi là hội anh em dân chủ. Và phiên tòa vừa rồi thì họ đã bị xét xử 66 năm tù. Chào Thái, chào em trai, chào Thông Chương. Những con người đó lập hội ấy thì có bị tội hay không? Chúng ta theo dõi phiên tòa thì biết cái bà thẩm phán là Ngô gì? Ngô Thị Ánh. Ngô Thị Ánh, bà sinh năm 74 thôi, rất là trẻ, có lẽ cũng bằng tuổi của những người con mà bà đang là làm thẩm phán, đang đang truy tố trước tòa. Bà chỉ là ở bằng tuổi con. Đứng ở góc độ nào đó thì sự phấn đấu của bà không biết là bằng con đường nào, nhưng mà cũng là đáng khen ha. Trong một cái xã hội Việt Nam mà sinh năm 74 làm chánh án của một cái phiên tòa mà đằng dưới đó là cả những con người luật sư, là những người mà như anh Nguyễn Văn Đài là một trong những người luật sư, anh đã đi tù trước đây cũng 4 năm,
Từ thời chị Lê Thị Công Nhân, từ thời mà Diều đang làm trong cơ quan của nhà nước Cộng sản Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải. Thế thì bà làm thẩm phán và bà nói rằng là bà biện luận rằng là hiến pháp thì quy định như thế, nhưng mà quy định cho người dân là được lập hội, tuy nhiên chưa có pháp luật cho nên việc lập hội trở nên là phi pháp hay là trở nên là trái pháp luật, và bà buộc tội, bà kết án thay mặt cho cái nhà nước Cộng sản Việt Nam là kết án những con người gọi là những người thực hiện cái quyền của dân. Mọi người đã biết cái hiến pháp năm 2013 thì có một cái điều, chị không nhớ rõ lắm về cái điều, hình như là điều 25, là công dân thì được quyền lập hội tham gia biểu tình, và họ cũng viết đằng sau một cái câu là theo theo pháp luật. Thế thì biểu tình ở đâu rồi cũng thế thôi, ở đất nước Việt Nam hay là ở những cái xã hội dân chủ thì biểu tình hay là làm gì cũng cũng là ở trong cái pháp luật. Và cũng có một nguyên tắc rằng là công dân thì được làm những cái điều nào mà pháp luật không có cấm. Chúng ta rất là thuộc những cái câu này rồi. Và hiến pháp đã quy định được lập hội. Pháp luật chưa ra thì đó là quốc hội nợ chính phủ nợ người dân. Chứ không có nghĩa rằng là người dân không được làm. Hiến pháp đã quy định. Và cái điều 120 của hiến pháp năm 2013, quý vị đọc á, thì là ở trong đó có một câu gọi là kết của cái hiến pháp, đó là hiến pháp là đạo luật cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, trong hệ thống pháp luật của nhà nước Việt Nam. Để xin chào Hồng Cảnh, chào em trai của em gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, người mà đang phải chịu án 5 năm ở tại trại giam Gia Trung. Thế thì điều 120 của hiến pháp nói rằng là hiến pháp là một cái đạo luật mà cao nhất ở tại nhà nước Việt Nam, và mọi điều luật quy định trái với hiến pháp thì đều là không có hiệu lực. Đó, người ta thường gọi là phi hiến. Thế thì cái điều mà cái bà thẩm phán anh đó nói rằng là pháp luật chưa có thì bị cấm, trong khi hiến pháp thì quy định. Thế tại sao lại bà ta lại đưa ra những cái giải thích chéo ngoe như vậy? Cái điều này, cái lập luận này thì có thể anh chị em theo dõi ở trong statut của Trình Bá Phương vừa rồi. Khi mà nói chuyện với lại là hai tên công nhân, Trình Bá Phương cũng đã lập luận về cái chuyện đó. Diều điểm qua một vài cái thông tin sơ khởi về anh Nguyễn Văn Túc. Và sau khi tham gia cái hội anh em dân chủ, anh Túc là một người gọi là phó chủ tịch của hội đó và bị đem ra xét xử vào hôm nay. Theo như Diều được biết và cũng là qua theo dõi thì một số người cũng cho biết rằng là họ rất muốn đến tham dự phiên tòa xét xử của anh Nguyễn Văn Túc hôm nay, tuy nhiên là không đến được, không đến được. Và quay lại cái chủ đề mà Diệu muốn cùng với mọi người là trao đổi, đó là tại sao những phiên tòa chúng ta nói rằng là những người yêu nước mà là người dân Việt Nam ít đến tham dự. Có phải rằng là người dân Việt Nam chúng ta thờ ơ không? Câu trả lời này thì chúng ta đã biết là rất là dễ trả lời ha. Cũng rất là nhiều người nói rằng là người dân Việt Nam chúng ta thờ ơ. Tuy nhiên Diệu không có buộc tội người dân và cũng không 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 đủ thẩm quyền và cũng không đủ danh dự cá nhân và cũng đủ tư cách để mà buộc tội người dân về những chuyện đó. Có thể chúng ta nói lên một cái thực trạng như vậy thôi, nhưng mà không hoàn toàn không bao giờ là buộc tội những người dân. Cái điều thứ hai là người dân chúng ta là quan tâm những cái chuyện khác. Thế thì và dạ xin chào anh Bình, anh đang ở trên Sao Hỏa. Và quan tâm đến điều khác và thường tránh những cái điều mà cho rằng là chính trị hay những phiên tòa xét xử những người yêu nước thì thường nhạy cảm và
và có thể là ảnh hưởng đến cả cái những cái cuộc sống của những người dân nếu như mà người dân tham gia những cái phiên tòa đó. Câu hỏi này thì vấn đề này thì chắc chắn là đúng, 100% là đúng. Người dân nếu mà tham gia vào thì sẽ bị ảnh hưởng. Thế thì Diều muốn nói rằng là tại sao một người dân đến tham dự một phiên tòa công khai mà lại trở thành là bị đe dọa đến cả quyền và lợi ích hợp pháp của họ, thậm chí là đe dọa đến cả sức khỏe và tính mạng của họ. Tại sao như thế? Đó là vì trong một cái xã hội mà công an trị, đảng trị, cho nên họ ngăn cản và họ sẵn sàng làm mọi chuyện, sử dụng bạo lực và côn đồ để ngăn cản người dân, chứ không phải người dân không quan tâm. Điều đó chúng ta khẳng định rằng á, là tại sao nếu người dân không quan tâm, người dân không đến tham dự phiên tòa, thì họ, những nhà cộng sản lại phải huy động một lực lượng hùng hậu, chó săn, nghiệp vụ, côn đồ, toàn bộ hệ thống chính trị, thậm chí ở tỉnh Thái Bình là phải họp. Chúng ta thường ngồi đây chúng ta cũng có thể biết được rằng họ phải họp trước rất nhiều, đưa ra nhiều phương án để ngăn cản, để chặn tất cả các cái đường đến phiên tòa. Điều đó nếu không có người dân đến tham gia thì tại sao phải chặn? Từ đó chúng ta biết rằng phiên tòa xét xử yêu nước không phải là không có người quan tâm, mà chỉ vì họ không đến được. Ở trong một đất nước 90 triệu dân, trừ khoảng 20 triệu là những người trẻ em, trừ khoảng 10 triệu những người già mà không thể đến được, trừ đi khoảng 30 triệu nữa những người mà ta gọi là vô cảm, hay là những người nào đó, chúng ta đếm nha, con số này chúng ta áng thôi, không chưa chưa có cái số liệu thống kê đâu, chúng ta cứ chừa đi, chừa hết đi, trừ đi, thì Diệu nghĩ rằng là nếu một phiên tòa này á mà không có sự ngăn cản từ một cái chính tà quyền ác ôn, không có một cái sự gọi là cố tình bưng bít hay là trấn áp từ cái nhà cầm quyền á, thì 1 triệu người, Diệu khẳng định với lại tất cả mọi người là ít nhất sẽ có 1 triệu người đến tham dự phiên tòa. Và là một người đã từng đi tù rồi á, trong thời gian tù tội á, anh em không được tiếp xúc ở ngoài, không có thông tin ở ngoài, nhưng mà những người tù, những người bị bắt ở trong, họ vẫn tin tưởng, xác tín rằng á, là nhiều người, và rất là nhiều người, chưa kể ở hải ngoại đâu, chưa kể đồng bào hải ngoại, mà trong nước thôi, ngoài bạn bè, người thân ra, thì những con người mà ở trong cái đất nước Việt Nam này có hàng triệu người. Chúng ta lấy 1 triệu thôi là đã là nhiều đúng không? Có sẵn sàng bước đến phiên tòa. Chỉ vì thậm chí là từ Hà Nội chúng ta thấy xét xử ở Hà Nội thì những người tận trong Sài Gòn, thậm chí ở miền Tây cũng sẵn sàng là bỏ tiền để đến với lại anh em tại phiên tòa. Xét xử ở Sài Gòn á thì những người ở Tây Bắc, những người Hà Nội cũng sẵn sàng bỏ tiền một cách hoàn toàn miễn phí, không cần phải mua chuộc, không cần phải tiền nước ngoài, không cần cái gì cả, họ sẵn sàng bỏ tiền để đến với những con người đó. Trong khi trước khi nói điều này thì cũng xin lỗi những con người mà phạm tội ta gọi là tội hình sự, giống như là trộm cắp, giống như là phiên tòa mà sát hại ở Bình Dương, cả một cái nhà 5-7 người như thế, một phiên tòa, một một vụ án ta gọi là rúng động cả đất nước Việt Nam. Thế hỏi có được 1 triệu người đó mở cửa đấy, thoải mái đó, nhưng có được 1 triệu người không, hay có được 50.000 người hay 100.000 người đến tham dự để xem không? Cho nên là Diệu khẳng định lại á, trong tâm tưởng của con người Việt Nam, những người hoạt động dân chủ, nhân quyền, những người mà bị xét xử như anh Nguyễn Văn Túc hôm nay, họ hoàn toàn không có cô đơn. Không, trong đầu của chúng ta, trong trái tim của chúng ta và trong trí óc của chính bản thân họ, không bao giờ họ nghĩ rằng là
là họ đang còn cô đơn ở trên đất nước Việt Nam này trong những cái bước đường đấu tranh cho dân chủ. Chính cái niềm tin đó thì họ mới có thể vượt qua được những cái khó khăn và kể cả những cái áp lực và thiệt hại, mất mát của cuộc đời cũng như là những người thân ở trong gia đình. Họ hoàn toàn họ tin tưởng điều đó. Thế thì chúng ta lại quay lại chuyện là tại sao người dân không đến được. Câu hỏi chắc là đến lúc này á, những người đã theo dõi thì là biết tại vì cái lũ khốn nạn đang lấy tiền của người dân Việt Nam để ngăn cản người dân Việt Nam đến để ủng hộ tinh thần, thậm chí không đến phiên tòa đâu. Nếu như nói là họ giữ, có những người nói hay là dư luận viên đưa ra cái luận điệu nói rằng là phải giữ phiên tòa để cho trật tự, để rồi đảm bảo cái quyền xét xử. Thế thì chúng ta những người mà đang còn quan tâm đến những anh em đấu tranh, chúng ta sẵn sàng không đến phiên tòa mà chúng ta làm ở nơi khác. Ví dụ như bây giờ đang xử ở Thái Bình đi, nhà cầm quyền cho chúng ta không đến Thái Bình để bảo đảm phiên tòa, chúng ta sẵn sàng đứng với nhau ở tại Hồ Gươm Hà Nội. Chúng ta đứng với nhau hàng triệu người ở tại Hồ Gươm Hà Nội. Điều đó chúng ta làm được không? Tất cả những người mà đấu tranh, những con người như ở Hà Nội như là anh Trương Dũng, chị Thúy Hạnh, bác Tường Thụy, rồi rất 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 là nhiều người có thể là đồng hành với mọi người để rồi chúng ta có được cả triệu người ở tại 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 Hồ Hoàn Kiếm. Nếu như mà cái nhà quyền cộng sản không dùng tiền dân để rồi nuôi côn đồ và nuôi lực lượng công công an ngăn cản chúng ta làm những cái điều để biểu thị cái lòng yêu nước, biểu thị cái tinh thần ủng hộ những con người đấu tranh, giảm lên tiếng về những bất công trong xã hội. Chúng ta làm được. Thậm chí ở quê hương Nghệ An, giáo phận Vinh của Diệu, chúng ta sẵn sàng xuống Cửa Lò, bãi biển Cửa Lò, 5-7 ngàn người được không? Để ủng hộ những con người yêu nước đó. Thế được. Diệu tin là được. Và chắc chắn là được. Nếu như là nhà cầm quyền không có bằng mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản. Thế thì tại sao chúng ta lại không có thể là vượt qua được cái sự ngăn cản đó? Diệu muốn nói, Diệu muốn có cơ hội để rồi nhân phiên tòa này rất là ít người đến để đồng hành với anh Nguyễn Văn Túc tại phiên tòa được. Cho nên Diệu muốn khẳng định rằng anh Nguyễn Văn Túc không cô đơn. Nhưng tại sao là họ lại không không trực tiếp, người dân lại không trực tiếp đến phiên tòa được? Đó là do cái nhà cầm quyền cộng sản quá ác ôn. Và cái từ ác ôn này thì chính là nguyên nhân mà làm cho người dân chưa bước qua được. Chúng ta thường hay nói rằng là người dân sợ hãi cho nên là không không bước qua được, hay là người dân vì những cái lợi ích của cá nhân, hay là vì những cái lợi ích của gia đình, hay là vì nhiều cái lý do khác. Mà chúng ta đang nói về những con người mà có những cái lý do đó chính đáng không? Có, hoàn toàn chính đáng. Dù là một người đang còn đá và cũng đang gọi là đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Dù hiểu được cái điều đó và cũng hiểu được với tất cả những người mà đưa ra những cái lý do đó một cách chân thành, ngay thẳng, họ lý do đó thật sự là chính đáng. Bởi vì chúng ta đấu tranh để cho Việt Nam tốt hơn, để cho trong khi Việt Nam tốt hơn thì sẽ gia đình sẽ tốt hơn và cuộc sống cá nhân sẽ tốt hơn. Cũng ngược trở lại thì các quyền của cá nhân được bảo đảm hơn thì gia đình sẽ tốt hơn và họ có nhiều cơ hội hơn thì xây dựng đất nước cũng sẽ là tốt hơn. Tức là nó sẽ có qua có lại như vậy. Thế thì những con người đó và những con người quan tâm đấu tranh, chúng ta khẳng định với nhau rằng chúng ta không có đấu tranh để rồi chết. Chúng ta đấu tranh cho Việt Nam tốt hơn mà, cho gia đình tốt hơn, cho bản thân mình tốt hơn. Dẫu tạm thời chúng ta phải chịu những cái hy sinh, những cái mất mát nào đó. Nhưng chúng ta đấu tranh để tốt hơn và chúng ta đấu tranh để sống.
chứ không phải là đấu tranh để chết. Nếu đấu tranh để chết thì vào trong tù treo cổ, nếu đấu tranh để chết thì nhảy lầu chết, rồi hay là lên chủ ủy ban cấp ủy các xã cầm dao lên đó đâm cái chết, lên đó phản đối, xong rồi thì rồi lao đầu vào ô tô chết. Chúng ta đâu đấu tranh để sống chứ không phải đấu tranh để chết đâu. Cho nên là những người dân hôm nay trước cái sự Tòa Rập và ngăn cản, mà cũng nghe được một cái thông tin nữa là cái hệ thống mà ta gọi là công an và chó nghiệp vụ ở Thái Bình ấy, kinh khủng, cũng chưa một lần được được chứng kiến đâu, nhưng mà nghe nghe thông tin nói là kinh khủng. Cái dân đó không phải đùa, nó đánh người như như là gọi là không thương nương tay, và làm cho một số người bị cũng 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 bị tác động và trở nên là khó khăn hơn đi về một cái tỉnh xa xôi như thế. Trước cái sự đánh đập đó, những con người hoạt động yêu nước, họ hoạt động để sống để tốt hơn, thì họ tránh những cái chuyện đó chính đáng không? Hoàn toàn chính đáng chứ. Chúng ta đứng trước một cái sự ác ôn như thế, đánh đập như thế, và cái sức chịu đựng của một con người có hạn, chúng ta tránh những chuyện đó tốt, nếu nghĩ là đó là một giải pháp. Và cái điều quan trọng là chúng ta có lòng hướng đến và muốn đi, đó là đã là đủ trong một cái nhà nước mà kinh khủng ác ôn rồi, chứ không không có nghĩa rằng là chúng ta không đến đó thì chúng ta không vượt qua được cái nỗi sợ hãi, hay chúng ta là quá ươn hèn, hay là chúng ta có một cái lỗi nào đó. Tất nhiên đến được thì cái tinh thần nó sẽ tốt hơn, đến được thì gia đình cũng sẽ thấy được. Nhưng mà Diệu muốn cũng là livestream làm cái phát trực tiếp cái này để cũng muốn nói đến, nhắn gửi đến những người đấu tranh và những người đang đấu tranh, những người chuẩn bị đấu tranh, những gia đình có những người con mà vì phải đấu tranh rồi phải đi tù, thì cũng yên lòng và cũng cũng tin tưởng rằng họ đang không cô đơn. Dẫu đó là thiểu số, hoàn toàn không cô đơn so với là những con người mà bị phạm tội những vụ án hình sự. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái nhà nước Việt Nam với chính sách mà tuyên truyền để rồi cho người dân để người dân chính sách mà người dân phải sợ hãi cái nhà cầm quyền, thì họ cũng có một cách, đó là đưa những cái phiên tòa, ta gọi là những phiên tòa hình sự, đưa đi xét xử điểm, những phiên tòa xét xử điểm, tức là xét xử, hay là người ta gọi là xét xử lưu động. Họ bỏ rất là nhiều tiền, thậm chí là cả một hệ thống tuyên truyền để rồi vận động người dân đến tham dự những cái phiên tòa mà xét xử lưu động đó. Mục đích của họ là để biểu diễn hay là biểu dương cái lực lượng trấn áp. Họ nói rằng là để cho người dân thấy đó rồi mà tránh, hay là có tác dụng để rồi ngăn chặn tội ác. Nhưng nó không cái tính nhân văn và cái giá trị nó không nằm ở cái điều đó, mà họ muốn biểu dương cái lực lượng hùng hậu của họ để có thể là ngăn chặn được, và cũng là một cách để hù dọa và đe dọa người dân thôi, chứ không có nghĩa rằng là làm cái việc đó thì sẽ ngăn ngừa được tội phạm. Bởi họ làm rất là nhiều rồi, làm mấy chục năm nay rồi mà tội phạm ngày càng càng gia tăng, cướp bóc ngày càng hoành hành và còn công khai ngang nhiên hơn ngày xưa rất là nhiều. Thì giá như một người yêu nước, chúng ta đang đặt một cái giả thiết, không những họ không cản trở phiên tòa, hồi nãy Diệu nói rồi, họ không cản trở ngăn cản ở phiên tòa, thì chúng ta sẵn sàng làm nhiều cách khác, không đến phiên tòa thì cũng
có thể là đến tập trung ở những nơi khác để rồi biểu dương cái tinh thần ủng hộ những con người mà hoạt động, những con người yêu nước. Giả như họ những nhà cầm quyền cộng sản nói rằng á, những người yêu nước đó là cái tội ghê gớm kinh khủng, thì họ sao họ không tổ chức cái phiên tòa xét xử lưu động đấy, họ tổ chức một cái phiên tòa xét xử lưu động rồi đưa từ xét xử ở ba miền luôn, giống như là vụ án sáu anh em dân chủ vừa rồi xét xử Hà Nội xong rồi xét xử ở đưa về Vinh Nghệ An rồi đưa vào Huế rồi đưa vào Nha Trang rồi đưa vào Sài Gòn, đưa xuống miền Tây, đưa lên Tây Bắc, đưa lên Tây Nguyên, xét xử lưu động, xét xử lưu động để rồi cho mọi người thấy rằng là gì đó là cái lũ phản động, nói như họ là cái lũ phản động này cần phải tiêu diệt, rồi cái lũ phản động này là một cái tội mà đang phá hoại chống lại đất nước và cần phải ngăn ngừa tất cả. Họ đưa ra một cái phiên tòa xét xử lưu động đi để cho mọi người dân thấy cái gương đó, đừng có theo nữa. Tôi thách, tôi khẳng định rằng là họ làm được như thế đi, họ không dám làm cái điều đó. Và mọi người biết rằng là trong cái thủ đoạn và sợ hãi đê hèn đó, thì họ còn có một cái cách là chia những cái vụ án ra cho nó nhỏ đi, chuyển về các cái tỉnh. Giống như bây giờ chúng ta đang còn chứng kiến cái vụ án mà các anh em dân chủ, trong cái hội anh em dân chủ đó, cùng một hội anh em dân chủ, cùng là những con người mà họ mang ra xét xử, cùng một tội điều 79, cùng một hành vi là thành lập và hoạt động trong cái hội anh em dân chủ, nhưng tại sao họ lại bắt và đưa ra Hà Nội để xét xử? Một số người cũng bắt như thế, và hôm nay họ xét xử ở tại Thái Bình chỉ một mình anh Nguyễn Văn Túc. Thì tại sao họ bắt xong rồi á, anh Nguyễn Văn Túc không đưa về Hà Nội luôn để gom lại? Bởi vì cùng một bản án và các cái trong cái cáo trạng mà mọi người đọc đó, thì đó là những cái liên quan và người mà đứng đầu và chịu trách nhiệm, hay ta gọi là bị buộc tội lớn nhất, đó là anh Nguyễn Văn Đài ở tại Hà Nội mới xét xử cách đây 5 ngày. Tại sao họ không mang cái điều anh Nguyễn Văn Túc lên ở Hà Nội giam chung ở trại tại giam B14 cùng điều tra giống như là các cái vụ án kinh tế của tập đoàn, để rồi xét xử tại Hà Nội luôn về một cái vụ án? Cái thủ đoạn đằng sau đó là chia ra nhỏ ra để rồi giảm đi cái sự quan tâm, giảm đi cái tiếng phản đối từ các cái cơ quan công luận cũng như là các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền ở quốc tế cũng như là những người ở trong nước. Đó là thủ đoạn. Chúng ta biết được rằng họ đang còn dùng cái thủ đoạn đó để ngăn cản và chia nhỏ ra để trị. Bây giờ hôm nay thì xét xử anh Nguyễn Văn Túc, và sắp tới là còn ở trong hội anh em dân chủ còn có ba người chưa đưa ra xét xử nữa. Đó là chị Trần Thị Xuân, một người phụ nữ, một người ở Giao Phần Vinh của chúng ta, của Diệu, xin lỗi, của anh em Giao Phần Vinh, đang bị bắt và giam ở tại Hà Tĩnh. Diệu nói lại rằng tại sao họ không đưa ra Hà Nội. Thứ nhất, anh Nguyễn Trung Trực ở Thái Bình, xin lỗi, ở Quảng Bình, cũng đang bị giam giữ cùng một cái tội là hội anh em dân chủ, chia ra ở tại Quảng Bình. Và còn một người nữa, đó là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng cũng bị bắt theo cái tội, anh Hùng, xin lỗi quý vị, anh Hùng thì là bị bắt vin vào một cái tội khác, là cái tội đi bộ trên đường phố mà lại là gây rối trật tự công cộng, bị công an đánh mà lại. Dạ, xin chào Mai Tamaka. Bị đi bộ trên đường phố bị công an lại gây gổ đánh rồi lại là buộc cho anh là cái tội gây rối trật tự công cộng và bắt đi. Đó là một người mà trong hội anh em dân chủ. Chủ đang nói ở cái đoạn là nhà cầm quyền cộng sản họ tìm mọi cách suy nghĩ để rồi chia nhỏ ra
và trị, các cái thủ đoạn để trị những con người mà đang còn đấu tranh cho nhân quyền của Việt Nam, thể hiện rất rõ trong cái bài trong cái vụ án mà Hội Anh Em Dân Chủ hôm nay xét xử anh Túc đây, và sắp tới sẽ xét xử tại Hà Tĩnh chị Trần Thị Xuân, sắp tới nữa hoặc là trước hoặc là sau thì lại là xét xử anh Nguyễn Trung Trực tại Quảng Bình. Đó, đó là những cái điều. Thế thì đứng trước những cái thủ đoạn đó thì có nhiều người nói rằng là chúng ta đang còn thất bại, hay chúng ta đang còn thua cuộc đối với cái thủ đoạn của Cộng sản, hay là nói rằng là giới dân chủ chưa có một cái cách, chưa tìm ra được một cái giải pháp, hay là không vượt qua được các thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng sản để rồi thúc đẩy cái phong trào dân chủ trong nước cho nó mạnh lên. Ở những nhà hoạt động dân chủ thì hay là những người yêu mến công lý và hòa bình trên đất nước Việt Nam, mong muốn khát vọng canh tân Việt Nam tốt đẹp hơn. Ai cũng muốn, ai cũng khát phong trào dân chủ ngày càng lớn mạnh hơn để tạo một cái áp lực và có những sự thay đổi ở Việt Nam. Điều chúng ta muốn là một chuyện, điều chúng ta làm được là chuyện khác. Cộng sản cũng hay thường nói về cái chuyện là họ đã thắng Pháp, thắng Mỹ, mặc dầu rất là mạnh. Nhưng mà mạnh mà đang còn thắng thì chưa có mạnh. Ha. Mà cái thằng mà thắng được á thì ta gọi là mạnh hơn. Trong cái quy luật mà gọi là kẻ mạnh kẻ yếu á, thì cái tên thắng mới là cái tên mạnh. Thế nhưng mà mạnh cái gì? Nếu mà mạnh về ác ôn, mạnh về tàn bạo thì xin thua, và tôi sẵn sàng, và chúng ta những người mà yêu chuộng công lý và hòa bình sẵn sàng thua, sẵn sàng làm kẻ thua trong cái sự mạnh ác ôn, chúng ta sẵn sàng làm kẻ thua. Giờ cũng muốn nói với mọi người như thế, đừng có cố để thắng trong ác ôn đối với Cộng sản. Không, chúng ta hãy hãy bình tâm thoải mái và nhẹ nhàng, bằng lòng đón nhận những cái yếu, những cái điều mà chúng ta không làm được trong một cái guồng quay ác ôn. Đừng tranh giành ác ôn bằng họ, chứ chưa nói là thắng, chớ chớ tranh giành, và chúng ta không có lùi bước, chúng ta không có cố để thắng trong đó, nhưng mà chúng ta không có lùi bước. Bởi vì nếu mà lùi bước thì bao nhiêu chục năm nay, từ khi mà Cộng sản Việt Nam cướp quyền nhân dân thông qua cái việc mà gọi là cướp chính quyền, thì cướp chính quyền đó là cướp quyền nhân dân, đó là chủ trương của Cộng sản Việt Nam. Họ cướp quyền nhân dân cho đến lúc này thì người đấu tranh, người tham gia đấu tranh ngày một nhiều hơn. Dạ, xin chào Peter Nguyễn. Dạ. Và phong trào dân chủ, áp lực của để đổi mới, để thay đổi xã hội Việt Nam ngày một lớn hơn. Dạ, khẳng định điều đó. Và nếu phong trào chúng ta đã lùi bước, mặc dù có lúc khó, lúc thuận, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chúng ta mà lùi bước thì rõ ràng chúng ta đã không còn những con người, những con thế hệ đằng sau, những thế hệ như là Diệu, thế hệ những con người mà những anh em thậm chí bây giờ đang còn rất trẻ. Diệu có quen một số bạn rất là trẻ đang còn học cấp 3 mà đã là suy nghĩ, mà cách đây gần 20 năm Diệu chưa suy nghĩ được như thế. Những con người bây giờ, chúng ta nhìn vào đó, chúng ta thấy rằng là Việt Nam chúng ta giới đấu tranh dân chủ chưa dừng bước và cũng không lùi bước. Dẫu có lúc thăng lúc trầm, chúng ta không lùi bước. Cho nên là mọi người cũng yên tâm là chúng ta không có thua trong cái vấn đề đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta không có thua trong cái trái tim yêu chuộng hòa bình, công lý tại Việt Nam so với những người cộng sản, mà chúng ta tự nguyện thua trong cái cuộc chiến ác ôn
không không giành phần thắng trong cái guồng quay ác ôn với Cộng sản Việt Nam thôi. Và quay lại những phiên tòa, những người yêu nước, và chúng ta thấy họ quá ác đi, quá tàn nhẫn, và chúng ta không đến được phiên tòa, họ ngăn cản chúng ta. Xin chào Minh Trần. Thì điều đó chúng ta thấy rằng nó là hợp lý. Nếu chúng ta có muốn đến, nhưng mà ác quá. Tôi khẳng định với nhà nước Cộng sản Việt Nam, chúng tôi muốn đến, những người anh em muốn đến. Tôi ở ngoài, mọi người cũng biết là đang ở ngoài, cũng sẵn sàng về để tham gia, về để rồi cùng tham dự phiên tòa, những cái phiên tòa đó. Chứ không phải là không có người muốn đến. Chúng ta khẳng định lại với nhau rằng là không phải không có người muốn đến tham dự phiên tòa, mà vì sự ngăn cản và ác ôn của bảo quyền Cộng sản Việt Nam khiến chúng ta không thể đến được phiên tòa. Đó là điều mà chỉ muốn khẳng định với mọi người. Và không biết bây giờ là Diệu nói như thế rồi, để phân tích như thế, và không biết bây giờ có ai, mấy anh em bạn tù hay là mấy anh em cùng tham gia đấu tranh ở Việt Nam có muốn lên chia sẻ ở trong cái tinh thần, cái chủ đề này không? Bây giờ là bấm ở đâu để mời nha. Tìm kiếm mời 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 anh Trần Bình đâu à? Anh còn ai nữa à? Lê Sơn đâu? Xin cảm ơn quý vị chờ Diệu, đang hỏi coi có anh em nào huy chương đoàn, anh em nào. Diệu rất muốn là một số anh em mà trước đây có biết về anh em dân chủ thì cũng muốn là mọi người lên chia sẻ những cái thông tin. Chúng ta có cơ hội để cập nhật về thêm cái thông tin về 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 anh em dân chủ, cũng như là nói lên cái quan điểm của chúng ta trước những cái phiên tòa này. Dạ chào anh Vũ Quang, quê hương Xuân Mỹ. Không biết có ai không? Lê Sơn đâu? Lê Sơn xin mời. Đây rồi. Đang mời Lê Sơn đấy. Em đây rồi, ok, mời Lê, mời rồi đó. Lê Sơn có thể vào, lên, chuẩn bị lên đấy, nói chuyện với lại là bà con, với cộng đồng, trong lúc mà, tôi nè, trời ơi, lựu đạn. Trong lúc mà họ đang, lúc này đấy, lúc này là mọi người biết bên bây giờ ở Việt Nam là đã là 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi thì họ đang còn đọc. Giai đoạn này chắc là đã thẩm thẩm định xong cái lý lịch cá nhân rồi, bắt đầu đọc gọi là bản cáo trạng rồi. Và sang phần này không thấy mời đâu, anh ơi có mời mà. Mời Lê Văn Sơn ngon lành. Cái nick Lê Văn Sơn phải không? Hay là Polut mới vậy? Và trong lúc này cứ nghe nhạc ấy hả? Nghe nhạc một tí đi. Dạ mời mời Trần Bình rồi đó. Biết Sơn và Bình rồi. Chào Đông Xuân Mỹ. Biết anh Bình hôm qua hôm tối nhắn tin ốm. Sơn đó rồi, Bình rồi.
Diệu có mời anh Bình rồi đó. Chính đây anh Lê Văn Sơn đúng rồi. Mà thương con thiêu cháy thân. Đưa Lê Văn Sơn lên màn ảnh. Đưa luôn. Đang thêm. Livestream kinh nghiệp công tâm mà. Ok, lên đâu đó. Rồi, dân chủ không phải là tôi. Quên mình rồi sẽ ra sao? Khỏe Đông Trần, vừa khỏe Tông Thị nha, Trần Bình có mà Lê Sơn lên rồi trời. Chúng ta là dòng máu lạc hồng. Alo. Rồi. Alo, em chào đó. Anh. Em chào anh Diệu. Xin chào anh Diệu. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình livestream của anh Đặng Xuân Diệu nói về tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc đang bị Cộng sản Thái Bình đưa ra tòa để kết án chứ không phải là để xét xử. Đấu tố. Đưa ra tòa để đấu tố và kết án chứ không phải xét xử. Tôi hy vọng ông chia sẻ cái vấn đề đấu tố ngày xưa và đấu tố bây giờ ha. Thực ra thì thưa anh Diệu, thưa tất cả quý vị, những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản đưa ra kết án rất là nhiều người đấu tranh một cách bền bỉ, kiên vững. Đó là cái vụ án của luật sư Nguyễn Văn Đài cùng 5 chín hiệu khác. Hôm nay thì đến tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc tại Thái Bình. Nhà cầm quyền Cộng sản cho rằng kết án những người đấu tranh yêu nước này là những người nòng cốt trong phong trào đấu tranh thì sẽ triệt tiêu được cái phong trào đấu tranh tại Việt Nam. Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn sai lầm nếu mà suy nghĩ và hành động kết án những người yêu nước để mà triệt tiêu cái phong trào đấu tranh tại Việt Nam. Những người đi trước bị kết án, bị cầm tù thì những người đi sau sẽ tiếp tục dấn thân, tiếp tục tiếp bước. Và chúng ta thấy từ trước đến bây giờ rất là nhiều người đã dấn thân, đã bị cầm tù nhưng chưa bao giờ phong trào đấu tranh tại Việt Nam, phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho tự do, cho hòa bình, cho bác ái, toàn vẹn lãnh thổ tại Việt Nam chưa bao giờ bị ngừng nghỉ. Đó là điều chúng ta thấy được. Từ sáng đến bây giờ thì tôi có liên lạc với thân nhân gia đình của nhà anh Túc, tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc. Thì tôi liên lạc qua mấy phương tiện nhưng mà hoàn toàn không được. Trước đó một vài ngày và trước đó nữa thì tôi thường xuyên có liên lạc với thân nhân gia đình nhà anh Túc. Thì cũng được biết một số thông tin về anh Túc, cũng được biết về cái cáo trạng mà cầm quyền Cộng sản Thái Bình, Viện Kiểm sát Thái Bình truy tố anh Túc theo khoản 1 điều 79, tức là đối diện với mức án từ 12 năm đến 20 năm chung thân và tử hình. Về sức khỏe của anh Túc thì có nhiều cái chứng bệnh đã từ lâu rồi, tôi cũng được biết là có nhiều cái chứng bệnh. Mà cái việc mà ngay từ khi anh Túc bị bắt giam, bị điều tra thì phía bên an ninh điều tra của Thái Bình đã không cho anh Túc tiếp cận với gia đình, không chấp nhận, Viện Kiểm sát bên tòa án không chấp nhận cho anh Túc có được luật sư theo cái ý của gia đình, mà là tòa án Thái Bình chỉ đạo luật sư để mà
bào chữa cho anh Túc, nhưng mà tuy nhiên anh Túc không có đồng ý. Và mấy ngày hôm qua thì tôi được biết là hình như có luật sư Ngô Anh Tuấn đã được tiếp cận với anh Túc trong trại giam. Thì đó cũng là một cái điều vui lòng cho anh Túc và cho gia đình. Thì cách đây vài hôm tôi có liên lạc với thân nhân gia đình của anh Túc, thì họ cũng mong muốn mọi người có cái sự quan tâm đến anh Túc. Họ cũng chia sẻ nỗi lòng riêng với tôi, nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ lên đây là họ cũng lo lắng, là họ cũng sợ rằng là mọi người lãng quên anh Túc đi. Nhưng mà tôi nói với họ rằng hãy yên tâm, không có ai lãng quên người yêu nước cả. Anh Túc luôn luôn ở cùng với chúng tôi và chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với anh Túc. Chúng tôi sẽ lên tiếng, sẽ hành động, và không chỉ chúng tôi mà cả nhân dân Việt Nam, cả những người yêu nước, những người đấu tranh sẽ tiếp tục đồng hành. Và vì thế gia đình hãy yên tâm, mọi người luôn luôn đồng hành cùng với anh Túc và cùng với gia đình. Thì như vậy thì tôi muốn chia sẻ một chút cái thông tin về trường hợp của anh Túc ở trong trại giam, và hôm nay ra xét xử là như vậy, cũng như là thân nhân của gia đình mong muốn cái điều mong muốn mọi người quan tâm nhiều hơn đến gia đình của anh Túc và trường hợp của anh Túc. Quan điểm của tôi về bản án đối với tù nhân Nguyễn Văn Túc và tất cả những người yêu nước khác, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam điều họ ra tòa để kết án họ, chứ không theo khuôn phép pháp luật nào hết, chứ không xét xử họ trên tinh thần pháp luật. Và trong hiến pháp cũng như pháp luật Việt Nam cho phép người dân có quyền tham gia đời sống chính trị, có quyền nói lên tất cả những cái quyền của mình. Nhưng tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thực hiện trên nền tảng hiến pháp và pháp luật đó? Và trong khi mà bắt giam xét xử thì họ cũng không có thực hiện theo những cái điều đó. Và như ở đây có anh Diệu, trong vụ án của chúng tôi năm 2011 là 14 thanh niên Công giáo và Tin lành, 14 người bị xét xử theo điều 79 Bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam, đó là theo cái gọi là chống chính quyền nhân dân. Mà khi đó chúng tôi cách đây 7-8 năm chúng tôi còn là trẻ, toàn là những sinh viên, toàn những người trẻ, thư sinh thế này, thì chúng tôi làm gì có súng đạn để mà chống chính quyền, lật đổ chính quyền. Thế mà họ ghép chúng tôi vào cái tội chống chính quyền nhân dân, nghe nó rùng rợn, nó man rợ. Thế mà khi chúng tôi bị bắt, phải đến gần 18 tháng sau họ mới đưa ra chúng tôi ra xét xử. Và khi mà đưa chúng tôi 14 người đưa ra xét xử chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 ngày với cái tội danh cực kỳ ghê gớm, đó là chống chính quyền. Và khi mà xét xử chúng tôi không cho chúng tôi tranh tụng, tranh biện gì cả, không cho chúng tôi phản bác gì cả. Họ đọc cáo trạng và họ chỉ hỏi những câu đúng hoặc không, bắt chúng tôi trả lời đúng hoặc không. Khi chúng tôi phản biện thì họ không cho chúng tôi nói. Và đến ngày hôm nay, tất cả những cái phiên tòa xét xử người yêu nước thì đều diễn ra trong cái kịch bản đó. Họ đưa những người yêu nước ra tòa để họ đọc bản điều tra, họ đọc cáo trạng và họ kết án người ta, chứ họ không có tuân thủ pháp luật, họ không có lắng nghe cái lời nói, cái sự phản biện của những người đấu tranh, của những người bị cầm tù. Thế cho nên cái luật của Cộng sản nó là một dừng luật, nó là sử dụng dừng luật
Và cái khung hình phạt của nó là nặng hình, rộng luật như vậy. Quay trở lại việc anh Túc hôm nay bị xét xử, thì với bản án của anh Túc, dù như thế nào đi chăng nữa, thì đối với bản thân tôi, quan điểm của tôi cho rằng những cái gì mà anh Túc đã từng trải qua và ngày hôm nay bị kết án, thì đó là những cái bản án mà có thể anh Túc đã biết và sẽ chấp nhận cái điều đó, và những cái hành động của anh Túc sẽ là những cái hạt giống, cái viên gạch để mình xây lên cái bức tường, xây lên cái ngôi nhà, để cho con đường mới cho chúng tôi tiếp tục, những người đi sau tiếp tục chiến đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền của Việt Nam. Tôi xin hết ạ. Xin mời trả lại mic cho anh Diệu. Vâng, cảm ơn Lê Sơn. Tôi cứ nghĩ là ông chém cái vụ đấu tố ngày xưa xem ở miền Bắc, ở Thanh Hóa gần với lại là Ba Đình hơn, tôi có khả năng là biết rõ hơn. Xem bây giờ đấu tố với lại là ngày xưa đấu tố nó khác nhau thế nào và nó giống ra sao. Ngày xưa Cảm ơn anh. Thì thực ra cái vụ cái sự kiện mà Cộng sản Việt Nam đấu tố, thì thứ nhất tôi cũng được đọc ở trên những cái nguồn lịch sử, và thứ hai bản thân tôi từ năm 2008 tôi may mắn được gặp gỡ rất là nhiều nhân chứng, rất là nhiều nhân chứng trải qua cái vụ đấu tố đó, và nó xảy ra ở miền Bắc, trên quê hương tôi, ở Thanh Hóa, cũng đã xảy ra nhiều cái màn khủng bố, màn đấu tố rất man rợ, Cộng sản đã sử dụng lên người dân. Thì cái việc mà họ họ đưa người dân của chúng ta ra đấu tố nhằm mục đích là để mà thanh lý, thanh toán và diệt khẩu, giết chết, ăn cướp, ăn cắp. Đó, tôi dùng những cái ngôn từ như vậy. Tức là diệt khẩu những người dám chống lại họ hoặc là dám lên tiếng. Rồi sau đó là họ ăn cướp, ăn cắp tiền bạc của những người đó. Và theo tôi được biết thì cái chương trình đấu tố của Cộng sản Hà Nội nó được áp dụng giống như là cái chương trình của Bắc Kinh, 5% dân số. Thì trong 5% dân số có nhiều người không có phải là địa chủ, địa hào gì cả, nhưng nó cũng quy kết vào là người có tiền có bạc, người địa chủ cường hào áp bá, và chúng nó đưa ra, chúng nó truy tố, chúng nó đấu tố, chúng nó xét xử bằng cái việc là tôi được xem những hình ảnh và được người ta kể lại, chúng nó chôn sống người ta, chúng nó lấy cày, chúng nó để cái đầu người ta, chôn sống người ta đến đến ngang vai để lòi cái đầu lên, mà chúng nó lấy cày, chúng nó lấy cha mẹ đấu tố, con cái đấu tố cha mẹ, vợ chồng đấu tố nhau, và gọi nhau bằng bằng những ngôn từ rất mất dạy. Cái việc mà Cộng sản ngày xưa đấu tố nó mang một cái tính chất rừng rú, man rợ. Cái việc mà Cộng sản ngày nay đem những người yêu nước ra tòa để mà kết án, để mà đấu tố, nó mang một cái tính chất tinh vi, nó mang một cái tính chất
gọi như là nâng cấp lên, hàn lâm hơn, đó là dùng pháp luật để mà để mà đấu tố, để mà kết án họ. Tuy nhiên cái việc hàn lâm, cái việc dùng pháp luật của cộng sản nó lại chính là cái tự vả vào mặt mình. Chúng nó bảo chúng nó dùng pháp luật, nhưng thử hỏi chúng nó dùng pháp luật kiểu gì? Chúng nó bảo chúng nó dựa trên pháp luật, dựa trên nền tảng pháp luật để mà xét xử những người yêu nước. Nhưng mà chúng nó lấy cái việc mà kết án người 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 yêu nước, chúng nó không cho người yêu nước thể hiện cái quyền của mình ngay trong phiên tòa. Đó là quyền được bảo vệ mình, quyền được lên tiếng nói, quyền được phản biện, chúng nó cũng cắt luôn. Và ngày trước thì chúng nó đấu tố nhau, chúng nó đưa ra đấu tố để giết người, bây giờ chúng nó đấu tố để chúng nó cầm tù những người yêu nước với những mức án nặng nề. Thì tôi nghĩ là cái hệ thống cầm quyền cộng sản Việt Nam, chúng nó sử dụng những cái phương thức hầu như từ xưa bây giờ cứ xem nhìn cứ giống như nhau, nhưng mà nó mỗi ngày một nâng cấp hơn, tinh vi hơn. Tôi xin dừng lại mic cho anh Đặng Xuân Diệu. Dạ, cảm ơn Lê Sơn. Cũng chúc bạn cố gắng giữ gìn sức khỏe để rồi tiếp tục chúng ta sẽ đồng hành với mọi người với nhiều cái phương diện và nhiều cách thức khác nhau. Chắc là Lê Sơn là một trong những người mà đã theo dõi từ đầu ha. Và Diệu cũng khẳng định lại với mọi người rằng là người đấu tranh yêu nước lúc này không có cô đơn, không hề cô đơn, chỉ là chúng ta không đến được phiên tòa chỉ vì cộng sản nó quá dã man và ác ôn, và chúng ta tránh cái sự dã man ác ôn đó là hợp lý. Chúng ta không tranh giành cái sự ác ôn với cộng sản Việt Nam, và chúng ta không đến được mà thôi. Còn cứ mở rộng cánh cửa mà xem, tôi nói rằng á, đất nước Việt Nam có bâng quơ, có vô cảm, có không quan tâm, hay là có rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là vô cảm, nhưng mà tôi hoàn toàn tin rằng 1 triệu người đến phiên tòa, nếu như anh Tập hôm nay, tôi tin được điều đó. Và không chỉ là ở tại Thái Bình có 1 triệu người đến, mà ở tại Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội, Sài Gòn, chúng ta sẵn sàng có những con triệu con người khác. Nếu như cộng sản không quá ác ôn, và cái ác ôn mà mọi người biết được một điều rằng là người ta đang lấy tiền mình đang còn cày để nộp tiền cho họ, để rồi nuôi họ, nuôi bộ máy trấn áp và nuôi để họ ngăn cản chúng ta, thì chúng ta không hề nói là không có lòng. Không phải người Việt Nam nói rằng là nếu bây giờ so sánh một phiên tòa đó, tôi nói rằng là đội U23 là một điều mà vừa thắng vừa rồi đó, hả, một trận thắng vừa rồi đó, chúng ta thấy rằng là bao nhiêu công sức và bao nhiêu là tiền của để đổ vào đó, mà để rồi cho mọi người đến tham dự những cái sự kiện như thế, thì hãy cuộc chơi này hãy bình đẳng đi, hãy để mọi người bình thường như thế đi. Tại sao nói rằng là trật tự trong một phiên tòa, họ có thể là gìn giữ trật tự được trong một cái những cái lề, những cái sự kiện rất là, ta gọi là cái từ hoành tráng của đội U23, họ làm được. Tại sao họ không giữ trật tự theo cách đó đối với một phiên tòa của một người yêu nước để thứ lòng dân, hãy lấy đó làm thước đo đối với những con người ở trong Việt Nam, để rồi mới khẳng định được rằng là họ là những con người thiểu số và họ là những người làm việc phi pháp, không ai bị ngoảnh mặt, không ai ủng hộ. Tại sao họ không làm như thế để lấy một cái thước đo chính hãng? Tôi thách cộng sản Việt Nam làm được điều đó. Tôi tin rằng á, là người đến còn đông hơn cả U23 trong lúc này. Bởi vì sao? Bởi vì trong trái tim của mỗi con người Việt Nam, chúng ta cảm nhận được, mặc dầu không dám nói ra thôi, nhưng mà cảm nhận được rằng cái thể chế này nó không còn chính nghĩa nữa. Cũng bây giờ không nói, trước đây trước khi mà vào tù thôi, tôi cũng thường nói với mọi người là đi trên xe ca, trên xe khách, sống ở bất cứ nơi đâu, tìm được một người mà khen cộng sản, trời khó quá đi. Trong đất nước Việt Nam đó khó quá đi, tìm một người nào đó mà họ có một cái biện chứng lý luận
đủ thuyết phục để khen cộng sản, tôi thực sự có lẽ tôi chưa gặp. Họ có thể là khen sơ qua, họ nói sơ sơ là cộng sản không ở đâu rồi cũng có bất ổn, ở đâu cũng có những cái tệ nạn, ở đâu cũng có những cái vấn mặt trái, thì đó là cách nói thôi. Chứ còn cái mặt trái nó khác nhau và cái vấn đề khác nhau, cũng giống như là một con người cá nhân, chúng ta quy về từ xã hội, quy về một cá nhân, một cái tư cách danh dự của một cá nhân. Nếu chúng ta so sánh một người mà chuyên đâm thuê chém mượn hiếp dâm, họ cũng có vấn đề, và một con người sống đàng hoàng ở trên trái đất này không ai là hoàn hảo, họ cũng có vấn đề, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong đất nước cộng sản vấn đề cũng có, trong đất nước dân chủ vấn đề cũng có. Đất nước Pháp hôm nay đang còn biểu tình, thậm chí là còn nhiều tháng nữa sẽ biểu tình và tê liệt, và anh em ở trong nước sẽ được cộng sản tuyên truyền theo cách là bất ổn ở trong xã hội Pháp, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ sống bình thường, và tê liệt ở đâu thì có chính phủ lo. Thật sự có cái từ là chính phủ lo thì ở đây đúng nghĩa là chính phủ lo. Công an, quân đội sẽ vào, và tên nào mà bổ láo, giống như một số video mà quý vị biết đó, cộng sản Việt Nam không biết là cho bao nhiêu tiền mà cầm được một cái cơ đó chạy loang quăng. Có một cái đoạn video chúng ta thấy là nhân cái cơ hội mà ở Pháp đang biểu tình, thế là không biết là mua chuộc một cái ông dân đen nào, rồi cầm một cái lá cờ chạy loang quăng rồi ném bộ láo, nó không đúng trật tự, biểu tình không ôn hòa, đánh cho vỡ xịt máu đó. Ở đây hoàn toàn chính phủ lo, không phải lo. Nên là đừng có nói rằng là ở đất nước nào cũng có vấn đề, rồi Mỹ cũng có vấn đề, cũng có ăn xin thì ăn xin chứ, không ăn xin họ ra đó ăn xin, họ kéo cái ông họ đánh nhạc ở giữa bến tàu để ăn xin, hay là họ thậm chí họ nằm rét để ăn xin, là vì mang vào trong nhà họ không thích. Thật sự chứ còn đến mùa đông á là còn phải đến xin họ nữa, mời họ vào trong nhà rồi bật giường rồi nóng mà họ không vào, là vì không thích. Thậm chí là cái dòng người tị nạn ấy, mọi người biết đấy, dòng người tị nạn ở Bắc Phi, ở Trung Đông sang đó, hàng trăm ngàn người như thế sang rồi đưa vào trong các trại tị nạn, giống như người Việt Nam mình ngày xưa, nhưng mà bây giờ điều kiện nó tốt hơn nhiều, nhưng mà không thích. Ra ngoài tuổi mới lớn trẻ, rồi gặp nhau đứng giữa phố hút thuốc trái, rồi đủ thứ chuyện khác, nó tự do hơn, tại vì không ai làm gì cả. Ở trong trại đó thì thực sự là phải sống có nguyên tắc, phải học chữ, rồi phải học nghề, không thích. Đó là những cái điều đó. Chứ không phải là ở đất nước nào cũng có vấn đề, thì so sánh Việt Nam cũng vấn đề, bên kia cũng vấn đề, cho nên chúng tôi vấn đề của một ông đâm thuê chém mượn, nó khác vấn đề của một con người đàng hoàng. Vấn đề một gia đình mà sụp đổ, gia đình mà không có đạo đức, thì khác vấn đề của một gia đình danh giá, một gia đình mà đàng hoàng, chứ không phải là không có vấn đề. Cuộc đời này phải có vấn đề, chúng ta còn não còn trái tim thì còn vấn đề để giải quyết, chứ không có vấn đề thì Chúa sinh não ra làm cái gì. Theo em thấy thì cái sự lươn lẹo của ban tuyên giáo cộng sản bây giờ đã không còn tác dụng. Cái sự lươn lẹo dối trá của cộng sản, mỹ dân của cộng sản đối với người dân bây giờ không còn tác dụng nữa. Và bây giờ người dân cũng có đủ nhận thức để mà người ta hiểu được các cái luận điệu lươn lẹo dối trá đó, và người ta cũng có đủ lý luận để người ta bẻ gãy được các cái món nghề tuyên truyền mỹ dân của cộng sản. Cho nên theo em thấy thì cái việc mà cộng sản bây giờ tuyên truyền nó gần như là hầu như là thất bại, hầu như đang có xu hướng thất bại. Và rất may mắn là chúng ta có được cái phương tiện thông tin, các cái phương tiện truyền thông xã hội như thế này. Và chính vì có cái phương tiện xã hội như thế này, chúng ta phải hết sức cố gắng hơn để mà bẻ gãy được cái sự truyền thông dối trá lau pét mỹ dân của cộng sản. Và cái ý nữa thì em muốn nói là cho dù cộng sản nó có xử những người yêu nước bao nhiêu năm đi chăng nữa, bao nhiêu người đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn hết sức lạc quan, bởi vì không
Những người đi trước, những người ngã xuống, những người đang bị cầm tù, đó là những cái người mở đường cho chúng ta đi. Còn 90 triệu dân nữa, và họ đang đúng như anh Diệu nói là họ họ đã có nhận thức và họ thấy cộng sản thối nát thối rữa lắm rồi. Và bây giờ ở trên đất nước Việt Nam nó giống như là các thùng thuốc súng nó được đặt ở khắp mọi nơi. Đến một lúc nào đó cái sự kích hoạt có một cái ngọn lửa thì các cái thùng thuốc súng ấy nó sẽ nổ đi, nó sẽ nổ một cách không ai ngăn cản được, nó giống như hiệu ứng domino. Và bây giờ chúng ta thấy rằng ngay cả cái việc mà cái sự phản kháng của người dân, dân quyền dân sinh, người ta phản kháng, đang phản kháng một cách rất mạnh mẽ và rất bài bản về cái việc là chúng ta thấy về cái việc ví dụ như là cái cánh tài xế phản đối BOT chẳng hạn, đó là một cái mà chúng ta thấy những năm tháng gần đây nó đã diễn ra rồi. Cái việc mà bây giờ ở khắp nơi người dân người ta có thể căng băng rôn biểu tình về những cái điều mà người ta mong muốn, đó là những cái điều mà em đang thấy được xã hội người dân đang thay đổi, và cộng sản phải cũng phải thấy được cái điều đó để mà thay đổi chính mình, để mà hài hòa lợi ích của người dân. Nếu không, cái việc một ngày nào đó cộng sản sụp đổ và không có đường thối lui, không có đường thoái lui sẽ đến và sẽ bị người dân đưa ra tòa án xét xử, và chính người cộng sản sẽ bị đưa ra tòa án xét xử, giống nói giống như mấy anh chị vừa bị cộng sản xét xử vừa qua trong vụ án Nguyễn Văn Đài đó. Ngày hôm nay các vị xét xử chúng tôi, nhưng mà ngày sau chính các vị cũng sẽ bị xét xử, quy luật nó xoay vòng. Đó là cái nguyên tắc công lý, nguyên tắc liên đới trong xã hội. Em xin hết. Ok, tự nhiên lại nghĩ ra cái chuyện so sánh các cái phiên tòa. Có lẽ nó hơi không biết là cái suy nghĩ của bản thân, cái này chắc là cảm nhận của bản thân. Thực sự Diệu không có so sánh nó tương đồng, cũng không có giống. Nếu chúng ta nhìn về các cái xã hội cộng sản trước đây, nhất là Bắc Âu, rồi Milosevic là bây giờ là Séc đấy, Serbia, hoặc là Đông Đức, Tây Đức, những cái người mà ở trong các cái chế độ cộng sản á, sau đó nên nói là để mà đưa ra cái phiên tòa, thực sự thì đôi khi khi mà chuyển đổi rồi thì người dân không có nhất thiết là cái chính thể mới không nhất thiết phải bỏ sức ra để làm tất cả những cái chuyện đó, để quay trở lại rằng là phân xử xét tội và công, mà chính cái sự thờ ơ, cái sự quay lưng thờ ơ và khinh thường của người dân ở trong xã hội á, ví dụ như là một anh công an, ta dùng từ anh cho nó lịch sử ha, một anh công an, một chú công an bây giờ đang còn hôm nay là đánh người dân vì tham gia hay vì hoạt động dân chủ, giống như là đánh Lê Văn Sơn, thì sau này xung quanh cái làng xóm của cái anh đó, lúc này họ đang có quyền thì người dân không có nói gì cả, ra đi cũng chào, thậm chí còn mời uống cà phê. Nhưng khi mà cái chính thể nó đã thay đổi rồi á, và họ rằng biết rằng cái người đó không còn quyền lực nữa, không làm được gì người dân nữa, người dân họ trở mặt. Trở mặt ở đây chúng ta phải biết rằng là không phải là lật lọng gì cả, nhưng mà trở lại sống với lại con người chân thật, cái lòng suy nghĩ của người dân với trái tim của người dân, đối xử với họ đúng đúng nghĩa là một kẻ mà không đáng để tôn trọng. Bây giờ tôn trọng là tôn trọng trên nền tảng sự hại, còn sau này á, chúng ta được tự do dân chủ rồi, nó không, anh đó không đáng để tôn trọng, cho nên người dân họ sống một cái cuộc sống theo cái trái tim, thì chính những con người đó họ có những người phải tự tử, và điều đó chúng ta không muốn, nhưng mà cái quy luật đó nó vận hành trong một cái xã hội, chứ không phải tất cả là đều phải đưa ra cái ra tòa án, vì chúng ta không bỏ ghen để bỏ công để sức để mà xử hết thằng. Bây giờ công an bây giờ còn cả triệu, hơn cả triệu người,
chúng ta sao phải mời những phiên tòa để rồi đi xử những cái tên đó, không mất công, không bỏ công, chúng ta bỏ công sức, dành công sức để làm những cái việc khác, để canh tân, để xây dựng đất nước. Chứ còn chính người dân, thái độ sống của người dân xung quanh làng xóm thì đã là họ đã cảm thấy rằng là quá nhục nhã rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu như con người mà lớp trẻ bây giờ này được học hành với phương tiện thông tin như thế này, chúng tôi không nghĩ rằng đây là một cái cách tuyên truyền rồi hay là hù dọa gì đâu, bởi vì chúng tôi không có một tấc sắt trong tay. Nhưng đây là một điều mà thực tế những con người bây giờ đang còn thế hệ 2000 hả, mà 20K hay là hai gì đấy, hay là K2 gì đó mà biết được, suy nghĩ được á, thì nên có những cái bước đi cho nó để trở thành một con người đàng hoàng lớn hơn. Bởi vì cuộc đời của các bạn còn sống 70 năm trên đất nước Việt Nam nữa, còn cộng sản bao nhiêu năm thì tôi không có khẳng định. Nhưng cuộc đời của những thế hệ mà 9X bây giờ các bạn có đủ phương tiện vật chất, có đủ điều kiện để sống hơn chúng tôi trước đây, mặc dù tôi hơn các bạn có 20 tuổi thôi. Nhưng mà các bạn có đủ hơn và tôi tin các bạn còn sống 70 năm nữa, các bạn nên nhớ như thế. Và 5 năm sau cuộc đời, nếu các bạn mà sống trong cảnh túi nhục như thế, các bạn cũng đủ để hiểu rồi. Con cái các bạn khi đó là có cháu có chắt rồi, các bạn cũng đủ nhục. Bởi vì cuộc đời chúng ta sống một ngày nhục nó là đủ, chứ chưa phải là 5 năm cuộc đời đâu. 85 năm cộng sản sập, khi các bạn 85 tuổi cộng sản sập thì 5 năm sau các bạn nên nhớ rằng các bạn cũng sẽ sống trong túi nhục. Cái điều đó các bạn phải trả giá. Chứ còn không ai đi xứ. Còn một số cái tên ta gọi là tên đầu tế hay tên đầu têu thì có tòa án quốc tế, khi đó sẽ có là tòa án quốc tế, quan sát viên quốc tế để xét xử công tội đàng hoàng. Đó là cái điều. Tất nhiên hai anh em mình hay là một số con người chúng ta lúc này ở đây, chúng ta nói ở trên phương diện là những cái kinh nghiệm ở thế giới, những kinh nghiệm trong lịch sử đã có, cho chúng ta không có quyền quyết định điều này. Thế còn khi đội dân mà bắt cái chính thể mới là phải xử tất cả thì bỏ phiếu, thì cái đó do chính thể mới quyết định. Chúng ta là những con người mà chúng ta mong muốn xã hội một cái vòng quay, hay là chúng ta nói rằng là kể cả cái chính thể mới nó mà không tốt thì chúng ta vẫn phải đấu tranh tiếp. Nhưng mà hy vọng rằng là họ cho chúng ta để đấu tranh, chúng ta sẽ đóng góp như thế, chứ không phải rằng là chúng ta để lên rồi giống như cộng sản trước đây đạp ngụy xuống rồi sách đi trường cải tạo rồi hàng triệu triệu con người như thế. Đó là nguồn lực của quốc gia. Họ hôm nay học được một chữ thì sau này họ cống hiến một chữ thì kể cả người cộng sản, đó cũng là nguồn lực của quốc gia. Bởi vì hôm nay chúng ta đã đóng thuế cho họ 1.000 đồng để học một cái chữ, sau này chúng ta vứt đi như cộng sản vứt trong cải cách hồi nãy Sơn nói, hay là vứt trong những cái cuộc khác, thì đó là vứt tài sản của quốc gia, phí phạm công sức của cha ông chúng ta, chứ không phải là chúng ta không sử dụng những cách đó. Hay thậm chí là một cái xã hội mà tốt hơn thì những con người mà những cái tội phạm mà ta gọi là mang tính dân sự, nó không đáng để vào tù. Anh em mình đi tù biết rồi, có những đứa trẻ, có những cái thanh niên, thật sự là thanh niên, bởi vì tù thì phải là thanh niên rồi. Những thanh niên 18, 19, đôi mươi, mặt búng đá sữa, bảo gì ăn trộm cái xe đạp, ăn trộm những cái này cái khác, phải vào trong một cái tù 2 năm hay thậm chí 3 năm ở trong một môi trường đó, ra thật sự trái tim họ bị chai cứng và không có môi trường để suy nghĩ rằng là nên làm cái gì tiếp tục cho cuộc đời rồi trượt chài đi. Những cái nguồn lực đó chúng ta không hề muốn. Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mà những cái tội đó hả, đó xin lỗi là thì đóng phạt 100.000, 200.000 rồi thôi về đi. Cái bao dung, cái giá trị đó nó sẽ mang lại cho con người nó tốt hơn là chúng ta ném họ vào trong lò chảo. Bởi vì các chế độ độc tài thì họ hoàn toàn ném người dân vào trong lò chảo, nhưng mà không có giải quyết được vấn đề cái gốc ác, cái suy đồi đạo đức ở trong cái xã hội. Đó là nguyên lý đó. Cho nên chúng ta phải tránh những cái chuyện đó. Không bao giờ và không bao giờ những người cộng sản được đứng trước một phiên tòa danh dự như hôm nay anh em hội anh em dân chủ, anh Nguyễn Văn Túc, không bao giờ họ được đứng như một phiên tòa như thế. Chúng ta thấy rõ ràng thôi, bao nhiêu người mà xét xử yêu nước rồi họ ở trong cái chế độ độc tài thì nhà nước nào họ có cái điều giống như điều 79 á. Còn các cái nước dân chủ á thì không biết là chính quyền của ai mà họ không sợ lật đổ. Còn cái nước độc tài á thì chính quyền của dân mà lại sợ sập đổ. Ở trong điều tra tôi nói với lại là mấy tên điều tra hôm nay có còn Lê Anh Hưng, anh em mình biết Lê Anh Hưng là quê hương Thái Bình, ở Đông Hưng này, ở ngay cái huyện mà hôm nay xét xử anh Nguyễn Văn Túc của chúng ta, là Lê Anh Hưng,
là điều tra viên, năm nay chắc là lên cỡ tầm trung tá rồi đó hả? Lúc mà điều tra mình là thiếu tá rồi, 36 tuổi. Thì năm nay là đã là lên trung tá là cũng 2 3 năm rồi đấy. Lê Anh Hưng, người Ninh Bình anh. Người Ninh Bình. Ninh Bình thiếu hay là tá Thái Bình? Ninh Bình. À, thế mà là nói với tôi là ở Thái Bình, ở Đông Hưng Thái Bình. Thế là mỗi người chúng ta sẽ được cập nhật một cái lý lịch khác nhau của an ninh cộng sản. Đó cũng là một thủ đoạn. Đó cũng là một thủ đoạn chúng ta không hề biết họ là ở đâu cả. Và thiếu tá Lê Hưng cũng... là người làm việc trực tiếp với em và giới thiệu là tôi là người ở Thái Bình gần Kim Sơn, à ở Ninh Bình gần Kim Sơn Ninh Bình. À, gần Kim Sơn Ninh Bình và chỗ công giáo gì, tôi không biết công giáo gì. À, giới thiệu tôi cũng bài đó nhưng mà lại ở Thái Bình. Nên mới vào đấy, chắc là nói chuyện thêm đi. Mới vào bữa đầu á, gọi ra mình vừa chuyển ở trong Sài Gòn ra, rồi mới vào lần đầu đến hỏi thăm rồi bắt tay rồi cũng nói quan điểm là chúng ta ở đây là điều tra, tôi là nhân viên điều tra, anh thì là đang là bị can, cho nên là chúng ta tôn trọng bình đẳng với nhau. Nói rất là một bài cũng khá, mới đầu cũng khá hấp dẫn, nhưng mà có một cái câu mà mình cười không được mà khóc cũng xong, tức là tôi thì là một người vô thần và tôn sùng Hồ Chí Minh, lãnh tụ. Còn anh á thì cũng xưng anh, là vì ít tuổi hơn nhưng mà dẫu sao cũng xưng anh. Anh và tôi, anh á là nói nhiều á, anh là một người có đạo và tôn sùng Đức Giêsu, tôn sùng Thiên Chúa. Hai con người chúng ta đều có cái để tôn sùng, cho nên không đụng chạm đến chuyện mà cái đấng mà chúng ta tôn sùng. Mình tức cười. Cũng nói y như vậy với em này. Y luôn. Cũng nói như y như vậy luôn. À, anh em mình cùng công giáo cho nên là cùng một bài soạn y một bài, trời ơi tức cười quá. À, thì ông Hồ Chí Minh tôi cũng không có thời gian để xúc phạm. À, nói thật là ông Hồ Chí Minh tôi không có thời gian để xúc phạm. Tôi trả lời về với lại là điều tra Lê Anh Hưng đấy. Còn Thiên Chúa của tôi thì hình như tôi nghĩ rằng là ngài cho thoải mái xúc phạm, ai xúc thì cứ xúc, ai đổ thì cứ đổ, thoải mái chuyện đó. Cho nên tôi không có ngăn cản. Và tôi không phải là Thiên Chúa, cho nên không có cái quyền ngăn cản điều đó. Anh muốn làm gì thì từ trái tim của anh. Còn đối với Hồ Chí Minh của anh, anh tôn sùng, tôi không có thời gian để xúc phạm. Nói thật với anh là thế. Tôi vào đây là đi tù, vào ở đây để mà điều tra nhanh nhanh để về. Tôi không có thời gian để xúc phạm Hồ Chí Minh. Thế là tức cười quá. Đó là câu mở đầu mà mình, từ cái câu đó thì mình hiểu trong não họ hiểu gì. Mình biết được trong não họ hiểu gì. Và họ không đủ lý lẽ, không đủ để thuyết phục chúng ta trong cái vụ án đó. Bởi vậy thực sự mà nói là mọi người chưa có cơ hội để gặp gỡ những con người mà ta gọi là 36 tuổi lên thiếu tá cũng giỏi lắm đấy chứ. Chứ không phải đùa đâu, cố gắng lắm đấy chứ. À, rồi nói về vô thần. Thì có một bữa, sau đó một thời gian điều tra, có một bữa đó là vừa điều tra mình, lại vừa phải lo lắng cái đám dỗ. Anh ta là bố chết rồi. Bố chết rồi mà lo cái đám giỗ ở quê. Thế là lên lịch để rồi thứ bảy là xin nghỉ để về đám giỗ. Rồi quay lại nói với lại là tôi ấy, là Diệu là nói, đấy anh thấy không, tôi phải điều tra anh vất vả như thế, công việc ở đây, gia đình ở đây mà vẫn phải lo lắng ở quê, lo cho đám giỗ của ông già. Tôi cũng thương bố, thương mẹ, thương ông già lắm chứ sao anh cứ đi như thế này lại bỏ gia đình như thế. Người thân ở nhà bây giờ cũng đang còn rất là lo lắng cho anh. Có gì thì chúng ta cứ phải làm việc với thoải mái rồi đó. Tức là đưa gia đình ra để, nhân cơ hội đó đưa gia đình ra để gọi là tâm lý chiến. Diệu nghĩ trong đầu một hồi ngồi. Tôi thường hay cười vì khi cười không dám nhìn mặt người ta. Đôi khi cứ gục đầu thế này cười. Thì Diệu nghĩ trong đầu là định không nói đâu. Ủa cha này vô thần mà sao lại lo đâm dỗ nhỉ? Thì sau đó mình không nói câu đó, mình không hỏi câu đó mà mình hỏi. Ủa thì là bố anh Hưng chết rồi hả? À, rồi nói ơi chết rồi. Hôm nay là dỗ đầu. Diệu bảo tôi cũng mồ côi năm nay cũng gần 30 năm rồi. Thế là ông ta nói tôi biết anh đã là bố đã mất. Diệu mới nói lại đấy. Ủa thế là mà không biết là bố tôi chết xong đi đâu và bố anh chết xong đi đâu nhỉ? Nếu nói câu đó thôi, nếu mà nó có đầu nó là vô thần thì chết xong đi đâu, vô thần chết xong đi đâu.
Con tôi thì tất nhiên là bố tôi thì chết xong thì phải có nơi đến, không biết thiên đàng hỏa ngục gì nhưng ít nhất còn có nơi để đến. Còn không biết bố anh đi đâu tôi cũng không biết nữa. Thế là lão cười, chắc là không không, không hiểu. Có một điều mà em thấy như thế này, nhân đây thì em chia sẻ một chút về cái việc đó. Hầu như là họ học tập cái tư tưởng Hồ Chí Minh rất là rốt ráo, rất là ăn sâu thấm nhuần vào trong tư tưởng họ. Tức là cái nước mắt của họ, họ có thể họ tuôn ra, nhưng mà nhằm mục đích là để mà lấy lòng mình, để mà đánh tâm lý chính của mình, để mà cuối cùng là bảo thôi có gì hãy khai đi. Thì cái việc mà ví dụ như là mẹ em hồi đó, mẹ em mới bị bắt được mấy tháng, mẹ em bị ốm đau á, thì thiếu tá Lê Anh Hưng mới nói rằng tôi cũng có gia đình, tôi cũng có mẹ, cũng có vợ, và vợ tôi cũng ốm đau, về thấy bà bị ốm đau tôi buồn lắm, tôi thế này tôi thế kia. Thì cũng nói chia sẻ về cái việc của anh ở trong này, rồi mẹ anh cũng thế này thế kia. Nói rất là ngọt ngào, rất là đi vào lòng người. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì mẹ mẹ em bị qua đời sau 8 tháng em bị bắt, thì cũng có yêu cầu là được cho em về để chịu tang mẹ, và luật sư cũng cũng yêu cầu cũng làm đơn như vậy, nhưng mà họ không cho. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì chính tay thiếu tá Lê Anh Hưng đó là người người điều tra em trực tiếp, kết luận trong điều tra và quy cho em vào khoản 1 điều 79. Và những cái điều em mới nghĩ trong đầu, những cái điều mà anh nói với tôi ấy, xem nó có vẻ tình cảm lắm, có vẻ con người lắm, xúc động lắm. Nhưng mà cuối cùng thì hành động thực tế các anh làm gì cho tôi? Khi mà mẹ của tôi qua đời tôi không được về, mà lúc đó quyền quyết định là các anh có quyền quyết định cho tôi về hay không. Nếu các anh thương tôi, các anh có tình người, rõ ràng các anh có quyền quyết định những điều đó. Nhưng mà tại sao các anh không cho? Thứ hai, các anh bảo là thương tôi thế này thế kia, nhưng mà tại sao lại kết án kết kết luận điều tra tôi vào khoản 1 điều 79, trong khi đó các anh không hề có bằng chứng, không hề có bất cứ một bằng chứng gì cả. Và tôi khi mà tôi bị chuyển lên trại giam Hỏa Lò, thiếu tá Lê Anh Hưng mới gặp tôi lần cuối để chuẩn bị tôi ra tòa. Thiếu tá Lê Anh Hưng mới nói như thế này: anh Sơn ơi, từ khi anh vào, anh bị bắt đến bây giờ anh không hề khai báo bất cứ cái điều gì cả. Thôi thì bây giờ sắp ra tòa, anh khai báo đi. Cái tội của anh to như cái bàn này này, cái tội của anh to như cái bàn này này. Nhưng mà tôi sẵn sàng tôi làm nó nhỏ lại giống như cái cuốn sách để ở góc bàn này này. Đó. Và có một lần cũng thiếu tá Lê Anh Hưng gặp tôi cùng với luật sư Nguyễn Thị Huệ là người bào chữa tôi, cũng nói những lời rất là ngon ngọt: tôi có gì khai đi, rồi án nhẹ, rồi về sớm, rồi thế này thế kia. Tôi trả lời thẳng, tôi chả có cái gì mà để khai với các ông cả. Còn các cái lời nói ngọt ngào hay là cái lời nói mà mang cái kiểu đánh động vào tâm lý, tôi thuộc bài lắm rồi anh Hưng ạ. Ở tâm lý chiến của anh không không có thắng được tôi đâu. Rồi nói thế sau này để chúng ta ra, chúng ta còn gặp nhau rồi còn uống Nhau. bia nữa Tôi mời anh một cốc. cơ mà. Cô nói với anh thế à? Cô nói với anh vậy hả? Thuộc bài hết Buồn cười. Buồn cười. rồi. Anh mới nói, tôi vừa mới nói với lại là yên tâm đi, anh cho tôi ra, tôi đảm bảo anh về Vinh, như tôi không phải là mời anh bia đâu, mà tôi còn mời anh K2, K3, tăng 3, tăng 4 ở Xuân Thành, Hà Tĩnh nữa. Yên tâm đi, tôi ba cái trò đó tôi cũng biết và tôi không làm thôi. Cười. Nói đến, nhắc đến chuyện điều tra, nhớ đến, không biết là quý vị có biết được một vài cái thông tin về anh Túc của chúng ta đấy. Hôm nay á,
Lúc này đang xét xử anh Nguyễn Văn Túc này. Không biết đến giờ mấy giờ rồi? 11 giờ. Ừ, 11 giờ 20. Anh Nguyễn Văn Túc là người đi tù thứ hai. Lần hai, xin lỗi. Đi tù lần hai. Và đã thuộc bài rồi. Thật sự mà nói là thuộc cái bài mà hồi nãy giờ hai anh em đang vừa chém trong một tí đó. Mấy phút cho quý vị biết là ở trong đó nó tức cười lắm. Và bây giờ anh em ngồi với nhau nói chuyện, bài nó giống nhau hết. Và họ bị bắt lần hai là vào thuộc bài, anh Túc thuộc bài và không ký tá ha. Cho đến lúc này là theo như Diệu được biết thì là qua luật sư thì không ký văn bản, tức là vào không có ký tá, kể cả tờ khai về bản thân không có ký tá, không có gì hết. Các anh muốn làm gì thì các anh làm, các anh dùng quyền lực để bắt vào thôi, chứ còn tôi không có trách nhiệm, bởi vì theo pháp luật chúng ta không có trách nhiệm để phải làm cái điều đó. Nên là bắt vào không hợp tác, ta gọi là không có hợp tác. Thì quý vị cũng biết là về mặt pháp luật đó, không quy định bắt buộc chúng ta vào phải làm những chuyện đó, cho nên nó không có tình tiết tăng nặng. Tất nhiên trong não của cộng sản thì sẽ trù dập, chứ còn về mặt pháp luật sẽ không có được quyền xem đó là tình tiết tăng nặng hay là ngoan cố hay là gì cả, bởi vì điều tra phạm tội là đó là thuộc trách nhiệm của cơ quan công quyền, trách nhiệm của bên công tố, chứ không có nghĩa rằng là người phạm tội buộc phải nói ra. Đó là anh Túc đã sử dụng cái quyền đó là không buộc phải nói ra cái gì cả và không phải là tình tiết tăng nặng, còn nói ra nhiều thì đó là tình tiết giảm nhẹ, hai cái khác nhau, còn không nói ra thì đó bình thường của một con người vào. Nếu mà xét cho đúng nghĩa tại sao họ rồi sử dụng cái quyền đó là vì tại sao pháp luật lại đưa ra cái điều đó để điều chỉnh trong xã hội, đó là cái quyền gọi là tự vệ hay là quyền quyền bảo vệ mạng sống. Mỗi con người chúng ta được quyền để bảo vệ mạng sống, kể cả trước cái việc làm sai mà chúng ta không có quyền nói dối, nhưng chúng ta có quyền im lặng để không nói lại những cái lời chúng ta chống lại cái mạng sống của chúng ta. Đó là kể cả là tội chính dạng nhá, kể cả là hình sự, họ không buộc phải nói cái điều mà phải ảnh hưởng đến mạng sống của họ. Đó là quyền tối cao mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi con người chúng ta, được quyền im lặng. Cái việc mà không khai báo á, thì sau khi mà ra tòa nó là một cái tình tiết tăng nặng á. Mặc dù ở trong pháp luật và ngay cả tòa án nói rằng là không khai báo thì không phải là tình tiết tăng nặng, nhưng mà cái đó thì nó là một cái sự tình tiết tăng nặng, tức là ngoan cố và tòa án bên kiểm sát sẽ toa dập nhau để mà kết án nặng nề đối với cái người đó. Thì từ trước bây giờ thu dập chúng ta thấy nhiều trường hợp đó xảy ra, và điều đó chứng tỏ rằng là cái phiên tòa đó không tôn trọng pháp luật. Nếu như họ vùi dập người im lặng mà lại tăng năm tù lên, giống như là các anh trong cái phiên tòa vừa rồi đó, 6 người mà 66 năm tù, thì đó là những con người đã đi tù lần hai và họ thuộc bài rồi. Cho nên đấy, chúng ta thấy như là anh Nguyễn Văn Đài, quay trở lại một tí, anh Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà bắt hơn 2 năm trời, 28 tháng và đối tội danh để bỏ tù cho bằng được thôi. Chứ còn nếu mà nói là họ có nghiệp vụ điều tra, có đầy đủ chứng cứ rồi thì bắt vào thì bỏ tù thôi, sao phải điều tra dài và lâu như thế. Và bắt anh em dân chủ, nếu chúng ta, cái này không có bằng chứng nha, cái này là lý luận thôi. Cái nào lý luận đều nói lý luận, cái nào khoa học chúng ta nói khoa học, cái nào có cơ sở thì chúng ta khẳng định, cái này là lý luận thôi. Thì nếu không đổi sang cái tội danh và quyết tâm chuyển sang gọi là trù dập cái hội anh em dân chủ á, thì không buộc tội anh Đài được, không buộc tội luật sư Đài được. Cho nên khi họ mà quyết tâm, anh Đài là ngoài cái hội anh em dân chủ ra không còn cái gì khác để mà bỏ tù anh Đài nữa, thì họ quay sang để và triệt phá cái tổ chức hội anh em dân chủ, mục đích là để đưa anh Đài vào tù. Bởi vì sao? Bởi vì để anh Đài ở ngoài á, anh ấy đi đào tạo rồi nhiều con người khác, những con người thế hệ trẻ họ hiểu được thế nào là quyền, thế nào là luật, thế nào là xã hội, thế nào là dân chủ. Và cái khổ nhất của trong cái xã hội cộng sản hay là độc tài thì là người dân hiểu, không phải là người dân đấu tranh gì cả. Người dân hiểu là đã là bắt đầu nhục rồi. Khi mà người dân hiểu là họ cảm thấy nhục, lạ thế nhỉ? Đó là quy luật đó quý vị, rất là lạ.
Khi mà người dân bắt đầu hiểu biết thế nào là quyền thì hiểu biết thế nào là xã hội dân chủ, hiểu biết thế nào là một cái trật tự của nhà nước, hiểu biết thế nào về một cái đảng chính trị thì được làm những cái gì, là họ bắt đầu cảm thấy nhục, bởi vì họ hoàn toàn lừa đảo chúng ta bao nhiêu chục năm nay và người dân biết thì tại họ nhục thôi. Giống như một tên lừa đảo trước đây thì là có thể lừa được anh A, anh B, anh C, đến lúc họ biết ôi mày thì lừa tao thì nó bắt đầu quay sang là nhục. Cho nên họ ngăn cản chúng ta biết là vì họ sợ nhục, chứ không phải là nói là ngăn cản chúng ta rồi để rồi giữ trật tự xã hội, hay là phải có lộ trình, rồi hay là dân chủ cũng phải có trong trật tự, rồi dân chủ phải có quy tắc. Không phải, họ muốn dừng lại cái sự hiểu biết của người dân bởi vì họ cảm thấy nhục. Không tin quý vị, cái này tôi có nói đó, khi mà xã hội cởi mở rồi thì họ rất là nhục. Nhưng mà không tin, bây giờ hỏi mà xem. Tôi ở trong có cái bài thơ tôi chia sẻ đấy, đọc cho mấy anh mà đã bị bắt vào tù đó, Vinasin, Vietinbank, rồi gì Vinalife, rồi anh em nhà Dương Chí Dũng vào gặp chúng ta trong B14. Nghe xong mấy cái bài thơ đó là thấy nhục quá, là vì họ được học, họ có điều kiện học, và họ có đầu óc chứ. Những con người đó họ có đầu óc, chẳng qua họ dùng đầu óc để làm việc sai mà thôi. Họ giỏi hơn tôi, họ giỏi hơn anh em mình. Chúng ta phải khẳng định như thế. Chúng ta là những người cố gắng để giỏi, và chúng ta cố gắng để sống đàng hoàng thôi, chứ họ giỏi lắm. Có những tên chúng ta thấy đó, có những tên vào trong kia tiếng Anh, anh em mình còn lòm bòm chứ. Có những tên mang cả sách tiếng Anh vào, đọc veo, vừa làm phiên dịch cho tiếng Anh, giống như Hoàng Gia Hiệp ở Vi Diều đó. Giám đốc sinh năm 73, giám đốc của một cái công ty, một chi nhánh của Vinasin, ghê gớm lắm chứ, giỏi lắm. Nhưng họ dùng cái đầu óc của họ để phục vụ cho cái ta quyền, và trở nên là nhục nhã khi mà nói chuyện với một cái thằng gọi là chân đất ở nông thôn ra, Nghệ An ra, Thanh Hóa ra, nói chuyện quyền con người đúng như người. Trong khi đó những người mà ở ngoài hét ra lửa, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, vừa vào nói chuyện quyền con người nó không được. Tại vì tại sao họ không biết? Biết chứ, nhưng họ không nói được, không được là vì nhục. Thế làm gì trong đầu họ không biết, họ đọc hết sách ấy chứ, mua cả những quyển sách là công lý là gì của giáo sư Sanchez của Đại học Harvard, đọc xong còn giỏi hơn mình nữa, nhưng mà không dám nói, tại vì nói ra nhục. Vậy thôi, nên xã hội Việt Nam thế, đi ra tại sao gặp mấy quan chức không dám nói chuyện quyền con người là vì nói ra nhục. Lâu lâu đưa ra bài chém cho vui trên phương tiện truyền thông cho dễ thôi, chứ còn nếu mà mở cửa ra đối chất đi xem, cho người dân đối chất xem, nhục lắm. Thế thì quay lại là mấy anh em đó, họ đã đi tù lần hai và thuộc bài, cho nên là bị trù dập. Và khi mà trong một phiên tòa mang có tâm trạng xét xử bằng cảm tính thì pháp luật đã vắng bóng. Nên quý vị biết, làm thẩm phán ở các cái nước mà ta gọi là dân chủ là một trong những con người mà thậm chí được tôn trọng và quan trọng hơn là một tổng thống. Nhiều nói đây, ở đây thì chắc là rất là nhiều người mà trong thế giới bây giờ chúng ta không thể nói không được nữa. Lúc này nhiều nói những cái điều này cũng không thể nói không được nữa, mà nói phải cắn lưỡi, phải bấm lưỡi để nói. Tại vì xã hội bây giờ thậm chí thẩm phán, tại sao cái chức cả đời là vì tuyến tròn được những con người đó khó lắm đó. Họ giải quyết một vấn đề đứng trước một cái sinh mạng của một con người không mang cảm tính, phải xét xử theo pháp luật đúng hoàn toàn như thế, nó khó lắm đó. Thế còn như phiên tòa của Cộng sản vắng bóng pháp luật là vì thế, toàn xét xử bằng cảm tính không, nay có cảm giác. Nhiều có viết đấy, chỉ là một điều nào ở trong xã hội Việt Nam mà những kẻ cầm quyền, những kẻ có quyền có cảm giác rằng đó là tội lỗi, tức là thành tội. Lúc này chúng ta đang làm đấu tranh yêu nước, thậm chí chúng ta phản đối Trung Quốc, mà Đảng Cộng sản cảm giác rằng thằng này có tội, thế là có tội thôi. Chứ làm gì có cái tội nào mà đấu tranh phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thì là thành tội. Có cái điều khoản nào viết như thế thì viết vào, không có. Họ cảm giác rằng cái này là tội. Hay là chúng ta đi vận động mọi người đi ra ứng cử Quốc hội ngoài Đảng Cộng sản, họ cảm giác thằng này đang làm một việc có tội, thế là thành tội thôi. Hay là như anh Nguyễn Văn Túc của chúng ta treo một cái băng rôn ở trên cầu bảo rằng là nhân dân phường Tiền Phong quyết tâm tiêu diệt tham nhũng. Cái băng rôn đó tại sao lại có tội? Họ nói suốt ngày trên đài báo chứ. Quyết tâm, quyết liệt mà. Mà sao lại anh Túc làm cái điều đó lại trở nên có tội?
Tại vì họ cảm giác rằng anh Túc làm cái điều đó có tội. Tại vì anh Túc không không thuộc quyền kiểm soát của họ. Nên họ có cảm giác rằng anh Túc có tội. Thế là bắt vào thành tội. Thế nó đâu có quy luật. Nếu cùng làm cái việc đó, nếu cùng tuyên truyền cái băng rôn đó, cái chính sách diệt tham nhũng, tiêu diệt bọn tham nhũng là có tội, thì ông Trọng cũng có tội, bà Ngân cũng có tội, hệ thống tuyên giáo cũng có tội, báo chí cũng có tội. Là vì cùng một hành động như nhau, nếu như giết người thì ai giết người cũng có tội cả. Thế thì tuyên truyền diệt tham nhũng mà có tội, như anh Túc có tội, thì mọi người đấy, quan chức cộng sản là những người mà có tội. Tất nhiên không phải là trước tiên là vì họ không đi diệt trước, họ không tuyên truyền cái điều đó trước. Nhưng mà họ là người có tội, và chúng ta lúc này chúng ta biết rồi. Nhưng mà cùng một hành vi đó, điều chỉnh pháp luật khác nhau cho từng đối tượng khác nhau là đã vắng bóng pháp luật rồi. Tức là mọi người ở công dân ở trong một đất nước không được quyền bình đẳng trước pháp luật. Đó là vắng bóng pháp luật. Không được quyền thì là vắng bóng pháp luật. Cho nên là cũng một cái hình thức là treo băng rôn, tiêu diệt tham nhũng. Thế mà Lê Văn Sơn làm thì có tội. Đặng Xuân Diệu làm không có tội. Cho nên là Nguyễn Phú Trọng làm không có tội. Điều đó chúng ta mọi người hiểu được rằng cùng một hành vi hai người làm khác nhau mà không có tội thì đó là vắng bóng pháp luật. Giết người là có tội, hiếp dâm là có tội, trộm cắp là có tội, quan cũng như dân, đó là mới là một cái xã hội mà có pháp luật điều chỉnh. Rồi không biết là còn Lê Văn Sơn liên lạc được ai mà trong anh em dân chủ bây giờ chưa bị bắt, ví dụ như là hình như là nhớ có một số người nào đó mà chúng ta có thể là lên đây để chia sẻ về hiểu biết hơn về xã hội dân chủ nhỉ? Nhiều có chào anh có, Mạnh Hùng mà thì như anh có anh Trần Bình phải không? Có anh Trần Bình thì anh Trần Bình thì dạ, có thể lên vậy. Rồi nhưng mà bây giờ anh nói là chứ... có ai mà cùng anh em dân chủ nhá. Ừ. Liên lạc đi, liên lạc xem có ai bây dân chủ với anh Trần Bình nhá. Dạ, okay. Em cảm ơn anh cho em chia sẻ cùng với anh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ý kiến của anh em. Hôm nay lịch sử gớm. Cảm ơn nữa. Hôm nào. Cảm ơn cái gì? Nhiệm vụ, công việc chúng ta làm. Lúc này bên Diệu là khi bắt đầu live stream mọi người biết là đâu, hình như là 3 giờ. Không biết là mấy tiếng rồi ha. 3, 4 giờ chứ đó, 4 giờ. Cho nên là hôm nay cũng rất là vui là muốn thức sớm rồi, hoặc là thậm chí không có ngủ để đồng hành với mọi người trong khi mà phiên tòa của anh Nguyễn Văn Túc chúng ta bị gọi là cộng sản đang dùng tiền mình và ngăn cản mình đến phiên tòa, thì chúng ta lại có thể tụ tập ở một nơi nào đó, chúng ta vẫn cứ nói chuyện, chúng ta vẫn nói chuyện về đất nước, vẫn nói chuyện về các anh đó, vẫn nói chuyện về quyền con người, vẫn nói chuyện về công lý và hòa bình. Mặc dù không gian nó khác nhau đi, địa điểm khác nhau, nhưng mà không có sao cả. Chúng ta đúng. Tránh ác là hợp lý. Tránh họ giết mình là hợp lý. Em đồng ý. Dù bất cứ ở đâu, thời gian nào thì chúng ta vẫn luôn luôn nhắc về họ, luôn luôn nói về công lý, luôn luôn nói về hòa bình, và luôn luôn mong muốn cho Việt Nam dân chủ, tự do, đích thực. Đó là cái điều mà bản thân em luôn luôn khắc ghi ở trong đầu. Ok, không biết là Lê Sơn có thể liên lạc với anh em điện chủ xem. Rồi Trần Bình dạ, về anh rồi, nhưng Bình mà... đấy, anh nói chứ anh gọi anh Trần Bình đi nha. Rồi Trần Bình rồi liên lạc được với ai dân chủ thì ok thì, rồi để em nhé. Xuống em liên lạc. Dạ. Hồi này có một anh Hùng Cao nào mà có đăng ký để lên mà không biết bây giờ anh ở đâu rồi, có còn nữa không? Anh Trần Bình hiểu mời rồi mà sao không thấy hả? Anh Trần Bình còn rồi. Không chat cái xem nè. Chơi Diệu có mời từ hồi nãy mà lại không có thấy. Huy Chương Đoàn đâu nhỉ? Huy Chương Đoàn là một trong những người mà khá là sát cánh với lại là anh em đấu tranh dân chủ rồi. Xin chào Lê Văn Sơn. Tạm biệt. Chúng ta cảm ơn nhau. Huy Chương Đoàn là một trong những người có hiểu biết nhiều về anh em dân chủ, không biết là Huy Chương Đoàn đang ở đâu, còn không? Cho cái có cái nhắn tin Bình Lưu Đàn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Đâu rồi? Anh Cường.
chém chuối không? Bao nhiêu người đưa lên được mà bình lựu đạn không thấy đâu cả. Em chào anh nhạc sĩ Trần Bình thân mến. Trời, bao nhiêu người mến mộ anh nhạc sĩ mà không thấy đâu trơn đấy. À, có thể thì trong lúc đang 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 chờ đợi đã từ chối. Ok. Rồi. Ở trong lúc đang chờ, giờ rất muốn là có một ai đó là anh em dân chủ còn lại mà chưa bị bắt. À, thì có thể lên chia sẻ. À, Diệu nhớ ra một người này rồi mà không biết là thế nào. Chúng ta trong lúc này chúng ta lại chơi cái bài triệu con tim ha. Cho nó nóng máy tí.